Người vợ vẫn còn sống nhân răng nhưng chồng đã tranh thủ gian gian díu díu mập mờ với cô bạn thân của vợ. Nhìn thấy chồng và bạn thân cắm sừng mình, người phụ nữ tức giận tới nỗi thở không ra hơi. Cuối cùng cô ra đi mãi mãi trong sự tức tưởi. Sau khi đi theo tiếng gọi của Diêm Vương, cô tới nhà tang lễ. Người của nhà tang lễ nghe nỗi tủi nhục bản thân đã trải qua, cô muốn đôi gian phu dâm phụ kia phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Để trả thù cho người phụ nữ đã mất, nhân viên nhà tang lễ đã tới đám tang của cô, vung tay tát cô bạn thân kia nổ đom đóm mắt. Đang yên đang lành lại bị ăn tát. Cô bạn thân tức giận hét lớn, cô bị điên à, có vấn đề về thần kinh à. Cái tát thứ hai đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Mẹ của người phụ nữ đã mất vội vàng chạy tới giải thích đây là bạn thân của con gái bà. Bà cũng không hiểu vì sao nhân viên nhà tang lễ lại tát cô bạn thân bôm bốp như vậy. Cô bạn thân vừa mở miệng định nói gì đó, nhân viên nhà tang lễ đã giơ tay lên cao chuẩn bị cho cô ăn thêm vài cái tát nữa. Lúc này chồng của người phụ nữ quá cố bỗng chạy tới bảo vệ cô bạn thân. Nhìn cách chồng người phụ nữ đã mất ôm cô bạn thân vô cùng tự nhiên, mọi người đã đoán ra tất cả. Chuyện hai người tầng tịu với nhau cứ như vậy mà bị phát hiện. Hành động thân mật của hai người ngay lập tức va phải sự chú ý của mẹ người phụ nữ mới mất. Người đàn ông hốt hoảng vội vàng quay sang mắng chửi nhân viên của nhà tang lễ. Kết quả anh bị nhân viên nhà tang lễ tát cho quay như đĩa hát. Sau đó nhân viên của nhà tang lễ tung ra những bức ảnh chứng minh đôi mèo mả gà đồng kia đang tằng tịu với nhau. Những người có mặt tại đó vội vàng nhặt lên xem thật kỹ. Trên tay họ là những bức ảnh ghi lại khoảnh khắc thân mật của đôi gian phu dâm phụ kia. Cả tang lễ bỗng chốc náo loạn, ai ai cũng muốn dạy cho đôi gian phu dâm phụ này biết thế nào là lễ hội. Sau khi trả thù giúp người đã khuất, nhân viên của nhà tang lễ hiên ngang rời khỏi lễ đường. Cô gái này tên là Dong Ju, người có khả năng giao tiếp với người đã khuất. Chỉ vì nghe nói lương của nhà tang lễ rất cao, mỗi tháng có thể kiếm rất nhiều tiền, Dong Ju đã vội vàng đến phỏng vấn. Kết quả vào ngày đầu tiên đi làm, chuyện kỳ lạ đã xảy ra với Dong Ju. Khi cô chạm tay vào mặt người đã khuất, phòng tang lễ lạnh lẽo bỗng biến thành một căn phòng lộng lẫy. Sau đó cậu bé đã mất bỗng ngồi dậy nói chuyện khiến Dong Ju sợ gần chết. Nhìn cậu bé bước từng bước về phía mình, Dong Ju sợ hãi ba chân bốn cẳng chạy ra cửa. Lúc này tiền tài và địa vị cũng đã không còn quan trọng với Dong Ju. Thế nhưng cho dù Dong Ju có trốn trong nhà hay ngồi trong thư viện thì cậu bé vẫn lẽo đẽo đi theo sau cô. Cũng kể từ ngày đó, Dong Ju lúc nào cũng gặp chuyện xui xẻo. Trên đường đi xem bóng chày, Dong Ju cũng vô duyên vô cớ bị một quả bóng chày đập trúng đầu, trực tiếp bất tỉnh nhân sự giữa đường. Thậm chí cô còn thường xuyên mắng lỗi, bị bố mắng đều hơn cơm bữa. Không còn cách nào khác, Dong Ju đành tới cầu cứu sự giúp đỡ của cha xứ. Cha xứ khuyên Dong Ju nên quay lại nhà tang lễ làm việc, chỉ có như vậy cô mới thoát khỏi sự xui xẻo trên miên này. Thế nhưng Dong Ju nào có can đảm quay lại nơi quỷ quái đó một lần nữa. Kết quả vừa mới bước ra khỏi nhà thờ, Dong Ju đã bị ngã sấp mặt lờ. Ôi Dong Ju của tôi, ôi chúa tôi, đã tam tai lại còn thêm thái tuế. Cuối cùng Dong Ju giành được một vé bó cổ kèm ngồi xe lăn miễn phí. Cuối cùng Dong Ju cũng tin vào những gì cha xứ nói. Sau khi hồi phục, Dong Ju quyết định quay lại nhà tang lễ làm việc. Công việc chính của Dong Ju là giúp những người đã khuất trang điểm và lắng nghe tâm nguyện cuối cùng của họ. Sau khi người quá cố hài lòng, chiếc chuông gió treo trước cửa bỗng reo vang mặc dù trời không có gió. Dong Ju quay người lại phát hiện con số trên chiếc chuông đã chuyển từ 21 sang 20. Dong Ju cho rằng mỗi năm cô chỉ cần tiễn 20 linh hồn có lẻ về thiên đường là cô có thể rời khỏi nơi này. Cũng vì tính chất công việc mà mỗi lần tan làm về nhà, Dong Ju phải rửa tay liên tục dưới vòi nước chảy xiết. Nhưng có như vậy thì những người xung quanh vẫn có chút bài xích Dong Ju. Ngay cả khi Dong Ju đi đổ xăng cũng sẽ nhận được ánh mắt không mấy thiện cảm từ ông chủ. Ông chủ còn nói bản thân rất ghét việc mới sáng ra đã phải bán xăng cho xe của nhà tang lễ. Sau đó ông chủ đuổi hai người mau chóng đi cho khuất mắt. Chiếc xe vừa rời đi, ông chủ đã giải muối dọc đường họ đi. Thậm chí ông còn nói ra những lời phỉ báng người của nhà tang lễ. Ngày hôm sau, Dong Ju trang điểm xinh đẹp đi hẹn hò cùng bạn trai. Kết quả bạn trai Dong Ju đã cho cô leo cây. Chờ đợi cô là một anh chàng chạy việc vặt. Anh được bạn trai Dong Ju trả tiền để tới đây gửi một lời nhắn tới Dong Ju. Anh ta thật sự đã muốn chia tay Dong Ju từ lâu nhưng không dám trực tiếp nói ra. Lý do là vì anh không muốn nắm một bàn tay thường xuyên chạm vào xác chết. Sau đó anh trai chuyên chạy việc vặt đưa Dong Ju một tấm danh thiếp rồi quay người rời đi. Dong Ju vội đuổi theo phía sau gọi anh trai chuyên làm việc vặt lại. Sau đó Dong Ju trực tiếp nhét vào túi anh 10.000 won rồi đá anh một cái đau điếng. Dong Ju muốn anh nhắn lại với bạn trai cô rằng chính cô mới là người đá anh ta. Hai người không hề hay biết rằng mối lương duyên của cả hai bắt đầu nảy nở từ sau cú đá trời giáng này. Một ngày nọ, chú tài xế tốt bụng sau khi nói lời chào tạm biệt khách hàng không may đã gặp tai nạn giữa đường. Qua lời nói của Dong Ju, chú tài xế mới biết bản thân đã qua đời. Sau khi biết tin mình đã ra đi mãi mãi, chú tài xế vẫn không thể chấp nhận sự thật. Ông cầu xin Dong Ju hãy cứu lấy ông bởi ông còn rất nhiều việc cần làm. Quần áo ở nhà vẫn chưa khô, rác trước cửa cũng chưa ai đổ. Điều quan trọng nhất là ông còn chưa tìm thấy người con trai đã mất tích nhiều năm của mình. Cách đây 25 năm, chú tài xế từng có một công việc có thể kiếm được rất nhiều tiền. Thế nhưng ông cần phải đi nước ngoài làm việc 3 tháng. Bởi vì vợ của ông đã qua đời cho nên ông phải gửi con trai cho anh trai mình chăm sóc. Khi đó ông không còn người thân nào khác nên chỉ có thể đặt niềm tin vào người mà ông gọi là anh trai này. Chú tài xế đã để lại một số tiền khá lớn nhờ anh trai chăm sóc con trai mình một thời gian. Thường ngày chú tài xế và con trai rất bận nhau, làm sao cậu bé có thể rời xa cha mình trong một thời gian dài như vậy. Khi chú tài xế nói lời tạm biệt với con trai, cậu bé đã ôm chặt bố mình. Cuối cùng chú tài xế vẫn nhẫn tâm để con trai mình ở lại, vội vàng chạy ra ngoài. Thấy vậy cậu bé liền vội vàng chạy ra ngoài đuổi theo bố mình. Trong lúc chạy cậu vô tình va phải một người đàn ông đang cầm than nóng. Cũng vì vậy mà cậu bé bị bỏng nặng ở tay.
Chú tài xế rất muốn chạy làm xem con trai mình như thế nào nhưng gánh nặng cuộc đời nhắc nhở ông không được mềm lòng. Mãi về sau khi quay lại tìm con trai, chú tài xế mới hay tin con trai mình đã mất tích. Kể từ đó, chú tài xế nhận ra cho dù bản thân có nhiều tiền như thế nào thì ông vẫn là một người cha tồi. Ông quyết định trở thành một tài xế taxi rong ruổi khắp Hàn Quốc tìm kiếm tung tích của con trai. Chú tài xế chợt nhìn Rong Ju muốn cô giúp mình hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Nói không chừng khả năng nhìn thấy người đã khuất của Rong Ju có thể khiến kỳ tích xảy ra. Bên này tang lễ vắng tanh như chùa Bà Đanh. Ngoại trừ anh trai và chị dâu của chú tài xế ra thì không có một ai khác. Thực ra hai người này đã cố tình làm như vậy để ẵm trọn khoản tiền bảo hiểm khổng lồ của em trai mình. Bọn họ còn dự định sẽ dùng khoản tiền này để đi du lịch. Lúc này bà chị dâu vô tình nhắc tới con trai của chú tài xế. Rong Ju đứng gần đó đã nghe được toàn bộ câu chuyện của hai người. Ông anh trai nghĩ bản thân sắp giàu ú ụ nên đã ném điện thoại của mụ vợ sang một góc rồi mua cho vợ điện thoại xịn sò con bò hơn. Rong Ju liền bước tới chỗ chiếc điện thoại dùng chân đá nó sang một góc khuất. Cô cố gắng tìm kiếm thông tin con trai của chú tài xế trong mục tin nhắn nhưng không có tác dụng. Chính vì vậy Rong Ju đã sử dụng phương pháp tìm kiếm truyền thống nhất. Rong Ju đã treo bảng thông báo tìm kiếm con trai người đã khuất ngay trước nhà tang lễ. Jim Sa, người sáng lập công ty quản gia 100 won vô tình đi ngang qua đã nhìn thấy bảng thông báo Rong Ju treo trước nhà tang lễ. Tối đó anh trai và chị dâu chủ chú tài xế rời khỏi nhà tang lễ từ sớm. Bọn họ thậm chí còn không nghĩ tới việc ai sẽ là người thức canh linh cữu của chú tài xế. Sau đó Rong Ju đã tới tìm gặp cha xứ. Rong Ju cảm thấy việc tìm kiếm con trai của chú tài xế không khác gì mò kim đáy biển. Thế nhưng cha xứ lại nói với cô rằng chỉ cần cô có niềm tin thì điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Rong Ju dường như đã hiểu ra điều gì đó, lập tức quay trở về nhà tang lễ. Đúng lúc này cô bỗng nhìn thấy một chàng trai đang đứng trước cửa phòng tang lễ của chú tài xế. Người đàn ông cúi gằm mặt dường như anh ta đang khóc. Rong Ju bước từng bước về phía anh. Chàng trai cảm nhận được có người phía sau cũng quay người lại. Không ngờ anh chính là người sáng lập công ty quản gia 100 won Kim Jibra. Hàn Quốc này thật nhỏ bé, chàng trai chạy vặt lại nhận được nhiệm vụ tới trông linh cữu của chú tài xế. Thế nhưng Jibra lại có cảm giác người đã khuất nhìn rất quen mắt. Jibra vốn không muốn nhận những đơn hàng như này, thế nhưng người đặt đơn đã trả cho anh số tiền cao hơn giá bình thường gấp 10 lần. Jibra không hề hay biết rằng số tiền đó lại là tiền bảo hiểm của người đã khuất. Tiền cũng đã nhận mặc dù không muốn nhưng Jibra vẫn phải hoàn thành công việc này. Tối đó Jibra mặc một bộ vest đen đứng trước cửa nhà tang lễ do dự không dám bước vào. Đã 25 năm Jibra không bước tới những nơi u ám lạnh lẽo như vậy. Cuối cùng Jibra bước những bước đi nặng nề tới phòng tưởng niệm của chú tài xế. Hành lang tuy rất ngắn nhưng Jibra lại mất rất nhiều thời gian để đi tới đó. Nhìn gương mặt vừa quen vừa xa lạ trước mặt, Jibra bất giác bật khóc nức nở. Đúng lúc này sau lưng Jibra xuất hiện một người con gái. Tên của cô là Rong Ju, người có thể nhìn thấy và lắng nghe tâm nguyện cuối cùng của người đã khuất. Sau khi được đưa tới nhà tang lễ, chú tài xế đã nhờ Rong Ju giúp ông tìm lại đứa con trai thất lạc của mình. Khoảnh khắc Rong Ju nhìn thấy vết sẹo trên tay Jibra, cô tin chắc anh chính là con trai của chú tài xế. Jibra chợt nhận ra Rong Ju chính là cô gái bị bạn trai đá ngày hôm qua. Thế nhưng giữa hai người dường như có chút hiểu lầm nào đó. Jibra lầm tưởng Rong Ju chính là người đặt đơn, còn Rong Ju lại nghĩ Jibra đang nói đến tấm biển thông báo tìm người cô treo trước cửa nhà tang lễ. Cứ như vậy Jibra chìm đắm trong sự hoài nghi, còn Jibra thì lại tươi cười rạng rỡ khi có thể giúp chú tài xế hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Để xoa dịu bầu không khí ngột ngạt, Rong Ju đã mang lên cho Jibra một bát mì tương đen do chính tay cô nấu. Bởi lẽ Rong Ju từng nghe chú tài xế nói con trai chú rất thích ăn món mì tương đen. Sau đó Rong Ju còn cẩn thận đeo băng tang giúp Jibra để bày tỏ lòng thành kính với người đã khuất. Lúc này Rong Ju bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ bố. Đã muộn như vậy rồi mà chưa thấy bình rượu mơ về nên ông khá lo lắng. Có thể thấy Rong Ju đang giấu giếm bố chuyện bản thân đang làm việc tại nhà tang lễ. Đêm đó Jibra ngồi ngủ gục bên linh cữu của chú tài xế. Rong Ju ngồi cạnh bên rất vui vì đã đưa Jibra quay về đưa cha mình đi nốt chặng đường cuối cùng của cuộc đời. Sáng sớm ngày hôm sau Rong Ju ngẩn ngơ ngắm nhìn vẻ đẹp của Jibra. Jibra đột nhiên mở mắt khiến cả hai bối rối không nói nên lời. Để xoa dịu bầu không khí xấu hổ, cả hai hỏi han qua quýt đôi lời. Đúng lúc này đội trưởng chạy tới thông báo với hai người một tin động trời. Tang lễ sắp diễn ra nhưng họ không thể liên lạc với anh trai của chú tài xế. Rong Ju đã sớm đoán được sẽ có kết quả như vậy. Ta nói nhìn mặt của anh trai chú tài xế đã thấy không phải hạng người tốt đẹp gì rồi. Cũng may mà Rong Ju đã tìm được con trai ruột của chú tài xế. Thế nhưng vừa mới quay qua quay lại, Rong Ju đã không thấy bóng dáng Jibra đâu. Đã tới 7 giờ sáng, đơn hàng của Jibra cũng đã hoàn thành, anh không còn gì lưu luyến ở chốn này nữa. Rong Ju nói rằng cô rất hiểu tâm trạng của Jibra lúc này. Dù sao Jibra cũng đã bị bỏ rơi suốt 25 năm, bây giờ bắt anh quay lại nhận cha là một điều rất khó chấp nhận. Nhưng suy cho cùng người chết cũng đã chết rồi. Rong Ju hy vọng Jibra có thể tiễn đưa cha mình nốt chặng đường cuối cùng của cuộc đời. Không ngờ Jibra lại nói rằng anh không phải con trai của chú tài xế. Rong Ju thắc mắc vì sao tối qua Jibra lại khóc lóc thảm thiết như vậy. Chỉ là chân chạy vặt thôi mà có cần tận tâm đến như vậy không? Bất ngờ chưa bà già, Jibra khẳng định anh không hề khóc, anh chỉ ngáp mà thôi. Đã vậy khi Jibra nhìn thấy thông tin người thân của chú tài xế bị bỏ trống, anh lại cảm thấy vô cùng tức giận. Mọi dấu hiệu đều cho thấy Jibra chính là con trai của chú tài xế. Jibra bỏ ngoài tai những lời nói vô nghĩa của Rong Ju, cứ như vậy quay người rời đi. Tuy nhiên trên đường quay về cửa hàng, Jibra đã thay đổi suy nghĩ. Suy cho cùng hoàn cảnh của chú tài xế cũng vô cùng đáng thương, không con không cái không người thân. Cuối cùng Jibra vẫn quay xe quay lại nhà tang lễ. Đội trưởng cũng không hiểu mấy người trẻ này đang nghĩ cái gì trong đầu.
Rõ ràng Jibsa chỉ là một chân chạy vật, không hiểu vì sao anh có thể diễn chuyên nghiệp đến như vậy. Lúc này Jibsa đang ngồi trên một chiếc xe khác ôm di ảnh của chú tài xế. Trên đường đi, Jibsa được đồng nghiệp của chú tài xế tâm sự về hành trình tìm con của chú. Chú tài xế đã vất vả nửa đời người để tìm kiếm người con trai bị thất lạc. Lúc nào ông cũng mang theo bảng thông báo tìm con bên mình. Thậm chí ông còn dán ở khắp xe để khách hàng đi xe có manh mối thì mách cho ông. Thế nhưng mãi tới tận bây giờ ông chú vẫn chưa tìm thấy con trai mình. Sau khi tang lễ kết thúc, Jong-ju lại tới tìm Jibsa nói ra những lời vô cùng khó hiểu. Jong-ju hết hỏi ngày hôm nay Jibsa đã ăn gì, lại hỏi đến nguyên nhân khiến mẹ anh ra đi mãi mãi. Jibsa nghe mà cũng không hiểu Jong-ju đang muốn nói cái gì. Tới khi hai người chuẩn bị rời đi, Jong-ju đã không kiềm chế được mà nói ra sự thật. Anh trai của chú tài xế không những không tới dự đám tang mà còn có ý định chiếm đoạt số tiền bảo hiểm khổng lồ của em trai. Jong-ju muốn Jibsa nhận lại bố mình để đòi lại số tiền bảo hiểm vốn thuộc về anh kia. Thế nhưng cho đến tận lúc này, Jibsa vẫn khẳng định anh không phải con trai của chú tài xế. Đúng lúc này, đội trưởng tới gọi Jong-ju lên xe quay về. Cuộc trò chuyện còn dang dở của hai người cứ như vậy mà kết thúc. Trên đường về, Jibsa vô tình nhìn thấy một chiếc xe màu be đi ngang qua. Jibsa chợt nhớ vào ngày anh nhìn thấy tấm bảng thông báo tìm người, anh cũng đã từng nhìn thấy chiếc xe này. Trên quãng đường tới nghĩa trang, Jibsa cũng thấy chiếc xe này lẽo đẽo theo sau. Người trong xe rốt cuộc là ai? Hôm nay là sinh nhật 25 tuổi của Jong-ju. Thế nhưng cô lại tỏ ra khó chịu vào ngày hạnh phúc nhất trong năm của cô. Người cha đang tất bận nấu nướng trong bếp cũng liên tục thở dài. Ngày này 25 năm trước là ngày đáng nhớ nhất cuộc đời ông. Ông còn nhớ mãi khoảnh khắc ông bế trên tay cô con gái mới lọt lòng của mình mà khóc lóc nức nở. Ngày định mệnh đó là ngày ông nhận được hai tờ giấy chứng nhận. Một là giấy khai sinh của Jong-ju, cái còn lại là giấy chứng tử của vợ ông. Người đàn ông đã ngoài 30 tuổi đứng trong bệnh viện mà nước mắt không ngừng tuôn rơi. Jong-ju ngày một lớn, cô cũng ngày một hiểu chuyện hơn. Mỗi năm cứ tới ngày sinh nhật, Jong-ju lại nhốt mình trong phòng tắm. Jong-ju đứng trước gương hết lần này tới lần khác oán trách bản thân. Jong-ju cho rằng sự xuất hiện của bản thân đã dẫn đến cái chết của mẹ. Chính vì vậy mỗi lần tới ngày sinh nhật, Jong-ju đều kiếm cớ để không phải ăn cơm ở nhà. Thấy Jong-ju chuẩn bị ra khỏi nhà, bố cô vội vàng đóng hộp canh rong biển cho con gái mang đi. Không hiểu vì lý do gì mà Jong-ju lại cảm thấy hộp cơm ngày hôm nay vô cùng nặng nề. Sau khi Jong-ju đi khỏi, bố cô ngồi thẫn thờ trước bàn ăn. Ông ngồi đó lẩm bẩm với chiếc ghế trống đối diện. Ông cho rằng Jong-ju bị ám ảnh hình bóng của mẹ ở khắp mọi nơi. Dù sao thì ông cũng đã giữ đúng lời hứa khi xưa. Mỗi năm tới ngày sinh nhật của Jong-ju, ông đều chăm chỉ nấu canh rong biển cho cô. Chỉ có điều ông không biết Jong-ju có ăn món canh đó hay không. Một ngày trước, Jong-ju vô tình nhìn thấy một chiếc xe màu be kỳ lạ. Anh đi theo chiếc xe tới trước di ảnh của chú tài xế. Trước di ảnh của chú tài xế là một cậu thanh niên khá điển trai. Không sai, anh chàng này chính là đứa con trai chú tài xế đã vất vả tìm kiếm biết bao năm qua. Jibsa bỗng rút ra nửa bức ảnh đã cũ đưa cho chàng trai trẻ. Hóa ra ngày này 25 năm trước anh đã bị bác mình bỏ rơi trước ga tàu. Bác hứa chỉ đi một lát rồi sẽ quay lại đón anh, nhưng ông đã không quay trở lại. Không những vậy, bác còn nói với anh rằng chính cha anh mới là người nhẫn tâm vứt bỏ anh. Sau nhiều lần bị bỏ rơi, chàng trai bắt đầu oán hận cha mình. Chính vì vậy anh luôn mong cha anh phải chịu nỗi đau đến tột cùng khi bị người thân bỏ rơi giống anh. Mãi cho tới khi cảm thấy khá hài lòng, anh mới lấy hết dũng khí ngồi lên chiếc xe taxi cho cha mình lái. Khi đó chú tài xế đã cố gắng miêu tả con trai mình hồi nhỏ trông như thế nào. Ông cũng không quên dặn nếu chàng trai có nhìn thấy người như vậy thì nhất định phải gọi báo cho ông. Chú tài xế luôn có niềm tin một ngày nào đó chú nhất định sẽ tìm lại được con trai mình. Chú tài xế hy vọng trước khi đi chầu Diêm Vương có thể gặp lại con trai mình. Ông luôn tâm niệm rằng chỉ cần bản thân nỗ lực thì phép màu sẽ đến. Lúc này con trai ruột của ông ngồi phía sau xe đã rơi nước mắt. Chú tài xế cũng cho biết ông đã không ăn mì tương đen kể từ khi con trai ông mất tích, bởi vì ông muốn cùng con trai đi ăn mì tương đen khi cả hai gặp lại. Chàng trai không hề hay biết rằng đây lại là lần gặp gỡ cuối cùng của cha và anh. Chiếc ảnh bị xé làm đôi cuối cùng cũng được khôi phục lại hình dáng ban đầu. Cuối cùng mọi nỗ lực tìm kiếm con trai của chú tài xế đã được đền đáp. Chàng trai quỳ xuống đất khóc lóc trong đau đớn. Lúc này anh mới cảm thấy hối hận vì không tới tìm cha mình sớm hơn. Sau khi chú tài xế tìm được con trai, con số trên chuông gió trước cửa phòng trang điểm của Jong-ju bỗng chuyển sang số 14. Có lẽ chú tài xế trên thiên đàng cũng đang rất vui vì đã tìm thấy con trai. Sau đó Jibsa đã dẫn chàng trai trẻ tới một quán ăn gần đó thưởng thức món mì tương đen. Chàng trai vừa khóc vừa ăn từng miếng thật lớn. Đúng lúc này Jibsa bỗng nhận được một tin nhắn của Jong-ju. Jibsa muốn nhắc nhở Jong-ju phải đấu tranh đòi lại quyền hưởng số tiền bảo hiểm khổng lồ kia. Jibsa lập tức gọi điện thoại cho Jong-ju cố gắng giải thích anh không phải con trai của chú tài xế. Vậy tại sao Jibsa lại đứng trước cửa phòng tang lễ của chú tài xế mà rơi nước mắt? Bởi ta nói duyên phận là một thứ gì đó vô cùng diệu kỳ. 8 năm trước Jibsa cũng tới nhà hàng này dùng bữa nhưng lại quên mang theo ví. Khi đó chính chú tài xế là người đã giúp anh trả tiền cho bữa ăn. Có lẽ khi đó chú tài xế đã nhìn thấy vết sẹo trên tay Jibsa mà nhầm tưởng anh là con trai mình. Chiều hôm đó Jibsa tới nhà tang lễ thăm cậu em trai đã mất của mình. Không ngờ đứa trẻ này lại chính là vị khách đầu tiên của Jong-ju. Đúng lúc này Jibsa vô tình gặp mặt ông Baek, cha của Jong-ju. Trên đường về, Jibsa tiện đường cho ông Baek quá giang về thành phố. Hai người từ hai người xa lạ chỉ vì một người đã khuất mà trở nên thân thiết. Dọc đường cả hai tâm sự như hai người bạn thân đã lâu không gặp. Thấy Jibsa có chút buồn khi nhắc tới em trai mình, ông Baek hết lời an ủi anh. Vợ ông Baek cũng đã qua đời cách đây 25 năm. Vợ ông Baek là một người phụ nữ có trái tim nhân hậu. Bà luôn hy vọng ông Baek có thể đi bước nữa sau khi bà qua đời.
Mãi cho tới tận bây giờ nỗi đau mất vợ của ông Beck mới nguôi ngoai đi một chút. Ông Beck cũng tâm sự con gái ông đang bận tối mắt tối mũi vì cuộc thi công chức. Trên thực tế, Jong Ju đang tất bận phục vụ khách hàng tại nhà tang lễ. Đêm đó, sau khi đưa ông Beck về tới nhà, Jim Sa tới một quán ăn bên đường định uống một vài chén cho ấm bụng. Người đàn ông ngồi bàn bên cạnh đã say ngoắc cần câu đột nhiên ngã sóng xoài ra đất. Không còn cách nào khác, Jim Sa đành phải lái xe chở ông về nhà. Trên xe, người đàn ông say rượu vừa khóc vừa cười tâm sự. Ông cười vì bản thân vừa mới trúng 1 triệu won. Thế nhưng ông lại bật khóc khi biết vợ mình là một người phụ nữ hám tiền. Ông dự định sẽ tặng vợ số tiền này vào ngày sinh nhật. Sau đó không biết bởi vì quá mệt hay quá say rượu mà ông đã ngủ gục trên xe. Thế giới của người trưởng thành là như vậy. Cho dù là niềm vui hay nỗi buồn thì cũng phải tự mình vượt qua. Cuộc sống của mình có hạnh phúc hay khổ đau cũng chỉ có bản thân mình rõ nhất. Mỗi khi gần như sụp đổ, con người ta lại phải tự chữa lành cho chính bản thân mình. Tôi đã từng nghe có người nói rằng khi họ cảm thấy buồn, đồ ngọt sẽ giúp họ cảm thấy hạnh phúc. Liệu đó có phải do đồ ăn hay do những người cùng ta thưởng thức món ăn đó? Hôm đó là sinh nhật của Jong Ju. Cô đang cầm trên tay hộp canh rong biển bố nấu tung tăng trên đường thì gặp Jim Sa đứng trước vạch qua đường. Jong Ju ngập ngừng bước đến hỏi Jim Sa rốt cuộc anh đã lấy lại được tiền bảo hiểm hay chưa. Khi Jim Sa cố gắng giải thích rõ ràng rằng anh không phải con trai của chú tài xế thì đèn đường bỗng chuyển xanh. Đúng lúc này, một cậu bé nghịch ngợm chạy mà không để ý đường đi đã va phải Jim Sa. Theo quán tính, Jim Sa lại va vào Jong Ju. Túi đựng đồ ăn chưa rơi xuống đất, hộp canh rong biển cũng theo đó mà đổ hết ra đường. Jim Sa không hề hay biết hộp canh này đối với Jong Ju có ý nghĩa quan trọng như thế nào. Thế nhưng một người qua đường đã vô tình đá phải hộp canh. Lúc này đèn đường lại chuyển sang màu đỏ. Tiếng còi xe inh ỏi thúc giục Jong Ju phải rời đi ngay lập tức. Thấy Jong Ju không chịu đứng dậy, Jim Sa vội vàng chạy ra đường cúi người cầu xin những chiếc xe phía trước dừng lại một chút. Hai người cứ như vậy đứng giữa dòng người qua lại tấp nập. Sau đó Jim Sa không ngừng nói lời xin lỗi với Jong Ju. Jong Ju thấy Jim Sa chân thành liền chấp thuận lời xin lỗi của anh. Tuy nhiên Jim Sa vẫn muốn bồi thường cho Jong Ju. Lúc này Jong Ju đột nhiên nóng tính như kem. Jong Ju quát lớn, trên đời này có những món đồ không phải cứ có tiền là mua được. Jong Ju cảm thấy Jim Sa là một người hám lợi, có thể vì tiền mà làm tất cả mọi việc. Ngay cả việc chuyển lời chia tay giúp người khác Jim Sa cũng dám làm, thì thử hỏi có việc gì anh không làm. Bảo sao sau khi nhận được tiền Jim Sa mới đồng ý tới dự tang lễ của cha mình. Jim Sa cảm thấy Jong Ju nói như vậy là rất quá đáng. Cứ như vậy hai người đứng giữa đường cãi nhau như chó với mèo. Không ngờ cuộc cãi vã của hai người đã được đăng tải lên mạng xã hội. Có người nhận ra Jim Sa chính là người sáng lập công ty quản gia 100 won. Giang cư mận cứ như vậy truyền tai nhau, một đồn 10 10 đồn trăm. Cuối cùng từ chuyện hai người cãi nhau chuyển thành Jong Ju bị bạo hành. Nhờ vậy mà Jim Sa bỗng trở thành kẻ cặn bã chỉ biết đến tiền tài dục vọng. Tin tức bùng nổ một cách nhanh chóng. Giang cư mật bắt đầu chỉ trích công ty quản gia 100 won không còn đáng tin cậy. Tin nhắn hủy đơn đổ về dữ dội như một cơn lũ. Ngày hôm đó họ nhận được hàng trăm cuộc gọi hủy đơn. Sau khi tìm hiểu rõ ngọn nguồn, ông chủ đồng thời cũng là chú của Jim Sa lớn tiếng mắng anh không được cái tích sự gì. Chỉ vì một bát canh rong biển mà giờ đây công ty của họ đang trên bờ vực phá sản. Ông yêu cầu Jim Sa phải lập tức tới tìm Jong Ju cầu xin cô tha thứ. Chỉ có như vậy thì hình ảnh của công ty quản gia 100 won mới được khôi phục. Thế nhưng Jong Ju vẫn còn tức giận. Mặc cho Jim Sa có gọi đến cháy máy thì Jong Ju cũng không thèm nghe. Sau một hồi suy nghĩ, chú Jim Sa cũng tìm được một nơi duy nhất họ có thể làm việc mà không bị hủy đơn. Jim Sa nhanh tay nhanh chân cướp chìa khóa xe đi tới nơi đó thay chú. Bên này, ông Beck, cha của Jong Ju, vừa mới được nhận làm bảo vệ bán thời gian cho một tòa nhà. Ông chủ nhờ ông đỗ xe vào đúng nơi quy định giúp mình. Thế nhưng kỹ năng đỗ xe của ông Beck phải nói là trên cả thảm hại. Ông đánh xe đi đánh xe lại mấy lần vẫn không thể đỗ xe đúng chỗ. Đúng như dự đoán, tai nạn đã xảy ra. Chiếc xe bị xước một mảng lớn ở phía sau. Để xin lỗi, ông Beck đã mang một hộp nước ép tới tận cửa nhà mong chủ xe tha thứ. Ông cũng sẵn sàng chịu mọi chi phí đền bù cho chủ xe. Cũng may mà chủ xe cũng không làm khó làm dễ ông Beck. Bà chỉ mắng mỏ ông Beck vài câu rồi nhờ ông vứt rác giúp mình. Đúng lúc này, ông Beck vô tình gặp Jim Sa. Trước đây hai người đã từng có cơ hội gặp gỡ tâm sự trong một lần tới nghĩa trang thăm người thân. Khi hai người đứng chờ thang máy để xuống dưới, ông Beck bỗng nhận được điện thoại từ con gái. Lúc này Jim Sa mới phát hiện con gái của ông Beck chính là Jong Ju. Qua lời nói của ông Beck, Jim Sa mới biết hôm nay chính là sinh nhật của Jong Ju. Hộp canh rong biển anh làm đổ là hộp canh do ông Beck vất vả làm ra. Jim Sa bỗng cảm thấy vô cùng ăn năn hối hận. Đêm đó sau khi hoàn thành đơn hàng chuyển phát nhanh, Jim Sa bỗng nghĩ ra một ý tưởng vô cùng độc đáo. Cùng lúc đó Jong Ju cũng đang lang thang trên đường vì không muốn về nhà. Jong Ju nói dối bố rằng cô đang đi ăn cùng bạn bè nhưng thật ra cô đang cô đơn trong một nhà hàng. Vào ngày này Jong Ju cũng không muốn gặp mặt bạn bè, cô chỉ muốn được ở một mình trong không gian tĩnh lặng. Jong Ju chợt nhìn thấy một chú gấu bị đám trẻ vây quanh chơi đùa, thậm chí lũ trẻ nghịch ngợm còn thẳng tay kéo đứt đuôi chú gấu. Sau khi bị đám trẻ bắt nạt chán chê, chú gấu quỳ xuống đất tìm chiếc đuôi của mình rồi gắn vào. Đúng lúc này chú gấu cũng nhìn thấy Jong Ju, không ngờ bên trong chú gấu lớn lại là Jim Sa. Jim Sa chợt nhớ ông Beck từng nói hôm nay là sinh nhật Jong Ju, thế là Jim Sa chạy tới cửa sổ nơi Jong Ju đang ngồi nhiệt tình nhảy múa. Thế nhưng quá nhiều người kéo tới xem khiến Jong Ju cảm thấy xấu hổ nhẹ. Cuối cùng cô chọn cách rời đi. Jim Sa vội vàng đuổi theo Jong Ju rồi đưa cho cô một phiếu giảm giá của một cửa hàng bán kẹo. Sau đó anh vội vàng chạy đi. Ông chú đã sớm phát hiện Jim Sa không làm đúng nhiệm vụ mình được giao mà lại đi nhảy múa trước mặt mấy cô gái trẻ.
Jipsa giải thích anh làm như vậy cũng chỉ vì muốn gây sự chú ý của người qua đường. Tối đó về đến nhà, Jongju nằm trên giường ngắm nhìn tờ phiếu giảm giá trên tay. Hóa ra Jongju đã nhìn thấy vết sẹo trên tay chú gấu. Đoán rằng chú gấu chính là Jipsa, cô cũng dần tha thứ cho anh. Đêm đó, Jongju cùng ông Baek quây quần bên chiếc bàn nhỏ. Ngồi trước chiếc bánh kem, Jongju cầu nguyện bố có thể sớm ngày tìm được bạn đời. Sau khi trở về nhà, Jipsa cũng đã nhận được tin nhắn tha thứ của Jongju. Ngày hôm sau, danh tiếng của công ty quản gia 100 won đã được khôi phục. Họ cũng bắt đầu nhận được đơn đặt hàng chạy việc vặt. Ngày hôm đó, một người phụ nữ đã thuê Jipsa tới nhà dọn dẹp đồ đạc của người chồng đã mất. Nhưng khi Jipsa mở cửa tủ ra, anh sợ hãi tới mức ngồi bệt xuống đất. Không hiểu vì sao Jongju lại ngồi trình hình một đống trong tủ quần áo của gia chủ. Jongju vội vàng ra tín hiệu im lặng cho Jipsa rồi nhanh chóng đóng cửa tủ lại. Hóa ra Jongju đang giúp vị khách thứ 14 của mình thực hiện tâm nguyện cuối cùng. Người đàn ông đó đã nhờ Jongju tới nhà mình tìm một khoản tiền lớn rồi đưa cho vợ mình. Thậm chí ông ấy còn đưa cho Jongju mật mã cửa nhà mình để tiện cho việc tìm kiếm. Dựa theo lời căn dặn của ông chú, Jongju lén lén lút lút lẻn vào nhà ông. Jongju vốn định bắt đầu tìm kiếm từ tủ quần áo. Ai ngờ đúng lúc này cô bỗng nghe thấy âm thanh phát ra từ phía cửa nhà. Cùng lúc đó Jipsa cũng nhìn thấy bức ảnh gia đình treo ở phòng khách. Jipsa chợt nhận ra người đàn ông trong bức ảnh chính là người đàn ông say xỉn anh đã trở về nhà vài ngày trước. Vợ của người đàn ông đó vô cùng tự trách bản thân. Bà cứ ngồi đó lẩm bẩm với chính mình. Bà trách bản thân đã không kiếm được tiền lại còn hay trách mắng chồng. Lúc này bà mới nhận ra bản thân quả là một người vợ tồi. Cô em gái thấy vậy vội vàng chạy tới an ủi chị. Mặc dù bà không kiếm ra tiền nhưng bà đã chăm sóc gia đình rất chu toàn. Hơn nữa chồng bà tới khi chết cũng đâu để lại cho vợ con xu nào. Jipsa chợt nhớ người đàn ông từng khoe ông đang nắm trong tay một số tiền rất lớn. Khi đó ông đã nói nhất định ông sẽ đưa 10 triệu won này cho vợ. Thế nhưng khi ông nói với vợ chuyện này, bà lại cho rằng ông đang say mà nói nhảm. Sau đó cô em gái đưa Jipsa tới phòng của người đàn ông để thu dọn đồ đạc. Nhờ vậy mới có cảnh tượng hết hồn chim én ở phía trên. Cô em gái nghe thấy tiếng hét thất thanh của Jipsa còn tưởng sàn nhà chưa được lau sạch nước khiến anh bị ngã. Cô vội vàng chạy đi tìm khăn lau để lau sàn. Nhân cơ hội này Jipsa liền hỏi Jongju đang làm cái quái gì ở đây. Jongju sợ hãi không dám lên tiếng, vội vàng lôi điện thoại ra gõ chữ. Jongju khẳng định bản thân không phải kẻ xấu cũng không có ý đồ đen tối gì. Không hiểu vì sao nhìn dáng đứng của Jipsa tôi lại nghĩ đến một chú đà điểu. Mắt thấy chủ nhà sắp quay lại phòng mà Jipsa vẫn đứng hỏi những câu hỏi vô nghĩa. Jongju tàn nhẫn thẳng chân đạp Jipsa ngã lăn quay ra đất. Có chuyện gì vậy? Trời ơi, bạn lại ngã nữa sao? Đúng lúc này cô em gái kêu Jipsa mở cửa tủ thu dọn đồ đạc. Trước tình thế ngàn cân treo sợi lông, chân Jipsa bất lực cào mạnh lên cánh cửa. Jongju cũng nói rõ cho Jipsa nghe mục đích thật sự của mình. Lúc này cô em gái muốn đưa chị gái ra ngoài hít thở không khí thư giãn đầu óc. Trước khi đi cô còn tận tình hỏi xem Jipsa có thể dọn dẹp nhà cửa một mình không. Ai mà có thể từ chối một cô gái với hành động đáng yêu như thế này cứ. Thế là Jipsa nghiến răng nghiến lợi quyết định lấp liếm sự thật rằng Jongju cũng đang ở đây. Sau khi em gái cùng vợ của người đàn ông đã khuất rời đi, Jongju bắt đầu lục tung cả căn phòng lên. Jongju cho biết bên trong một chiếc hộp đựng áo sơ mi màu trắng có một tấm séc trị giá 10 triệu won. Lần này Jongju tới đây là để tìm tấm séc sau đó đưa cho vợ của người đàn ông đã khuất. Jipsa không hiểu vì sao Jongju lại biết số tiền này. Jongju không muốn cho ai biết bản thân có khả năng giao tiếp với người đã khuất. Cô không giải thích nhiều, chỉ nhấn mạnh việc họ cần nhanh chóng tìm được chiếc hộp áo sơ mi màu trắng. Thấy Jongju cứ tỏ ra thần thần bí bí, Jipsa còn cho rằng cô muốn ăn cắp số tiền siêu to khổng lồ kia. Đúng lúc này Jipsa bỗng nhận được điện thoại của chú mình. Hôm nay ngoài đơn hàng dọn dẹp đồ đạc cho người đã khuất, tất cả những đơn hàng khác của công ty họ đã bị hủy. Nói cách khác, nếu đơn hàng này không được hoàn thành xuất sắc thì công ty quản gia 100 won chắc chắn sẽ phá sản. Thế nhưng khi Jipsa quay đầu lại thì Jongju đã biến ngôi nhà thành một mớ hỗn độn. Jipsa thật sự không thể chịu nổi cái phong cách làm việc bừa bãi như vậy. Jipsa hết lòng hết dạ khuyên ngăn để Jongju chấm dứt chuỗi hành động điên rồ cô đang làm. Thế nhưng Jongju căn bản không để vào tai những lời Jipsa nói. Cô gồng cơ đít thít cơ mông lục lọi mọi ngóc ngách trong căn nhà cứ như không có những lời khuyên của Jipsa. Bên này cha xứ đã tìm tới chỗ của ông Baek, không ngờ cha xứ lại chính là cậu của Jongju. Cùng lúc đó Jipsa đã vô tình tìm thấy chiếc hộp đựng áo sơ mi màu trắng. Thế nhưng bên trong chiếc hộp lại chẳng có gì cả. Lúc này Jipsa bắt đầu nghi ngờ Jongju đang ba hoa bốc phét. Anh nắm chặt cổ tay cô muốn tống cô ra khỏi cửa. Tới tận lúc này Jongju vẫn không chịu từ bỏ. Jongju hứa sau khi lục lọi nốt tủ giày cô sẽ rời đi ngay lập tức. Hết cách, Jipsa đành phải gọi điện thoại cho chủ nhà nhờ bà quay về nhà một chuyến. Trùng hợp thay, cô em gái cũng quên mang chìa khóa xe. Không bao lâu sau, cô em gái đã đi gần tới cửa. Trong nhà, Jipsa và Jongju cũng đã nghe thấy tiếng bước chân dồn dập của cô em gái. Jongju muốn chạy trốn nhưng Jipsa đã chặn đường lui của cô. Khoảnh khắc cánh cửa được mở ra, thứ rơi vỡ không chỉ là một chậu hoa mà còn là danh tiếng của công ty quản gia 100 won. Tương lai của công ty quản gia 100 won cũng theo đó mà vỡ tan. Nhìn ngôi nhà bừa bộn tới mức không thể bừa bộn hơn, cô em gái choáng váng không nói nên lời. Cô vừa dọn dẹp vừa oán trách bản thân. Đáng lẽ ra cô không nên tin tưởng tấm danh thiếp còn sót lại trong túi áo khoác của anh rể. Đáng lẽ ra họ nên tìm một công ty dọn dẹp nhà cửa chất lượng hơn. Jipsa nghe mà cảm thấy vô cùng hổ thẹn. Trong lúc dọn dẹp mảnh vỡ, Jipsa bất cẩn để mảnh vỡ cứa đứt tay. Cô em gái định đứng dậy lấy băng cá nhân giúp Jipsa băng bó vết thương. Cô không hề hay biết rằng khung cảnh bừa bộn hơn còn chờ cô ở phía trước.
Còn chưa có thời gian để tức giận, cô em gái đã nghe thấy tiếng động lạ. Mờ thanh được phát ra từ phía Rong Ju đang lục lọi đồ đạc. Cô em gái lo sợ Jipsa sẽ phá tan tành căn nhà, vì vậy cô quyết định tự mình đi kiểm tra xung quanh căn nhà một vòng. Đúng lúc này cô bỗng nhận được một cuộc gọi từ chị gái mình. Chị gái cho biết bản thân không còn muốn ra ngoài giải sầu nữa. Cuộc gọi này đã cứu Rong Ju một bàn thua trông thấy. Suýt chút nữa thì cô đã bị em gái của chủ nhà phát hiện rồi. Khi Jipsa chuẩn bị bóc mẽ Rong Ju thì cô bất ngờ tìm thấy tấm séc 10 triệu won của người đàn ông đã khuất. Rong Ju chỉ mong Jipsa có thể giúp cô giữ kín những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Sau đó Rong Ju đưa Jipsa tấm séc nhờ anh giao lại cho vợ của người đàn ông đã khuất. Cầm trên tay tấm séc, vợ của người đàn ông đã khuất bỗng cảm thấy vô cùng chạnh lòng. Hóa ra trong lúc dọn dẹp, cô em gái đã vô tình ném tấm séc vào sọt rác. Sau khi biết được chân tướng sự việc, cô vội vàng xin lỗi cũng như cảm ơn Jipsa. Tuy nhiên Jipsa vẫn còn có lời muốn nói với vợ của người đàn ông quá cố. Đó là tất cả những gì Rong Ju đã nói với anh. Trước khi lên thiên đàng, người đàn ông vẫn cảm thấy bản thân mắc nợ vợ mình quá nhiều. Ông cảm thấy vô cùng có lỗi khi không thể đền đáp vợ mình sớm hơn. Vợ của người đàn ông quá cố vừa nghe xong đã biết đó là những lời nhắn nhủ cuối cùng của chồng mình. Các cụ vẫn thường nói vợ chồng nghèo hèn thì suốt đời phải chịu khổ. Khi ông chồng còn sống, bà vợ suốt ngày phàn nàn chồng kiếm được quá ít tiền. Bà luôn ao ước sẽ có một ngày bản thân nắm trong tay 10 triệu won. Ông chồng chỉ là tài xế lái xe taxi nghe xong liền cười như đời ươi ăn phải bà. Ông cũng không quên hỏi vợ sẽ chi tiêu như thế nào sau khi có được số tiền siêu to khổng lồ đó. Bà vợ muốn mua một chiếc đàn piano cho con gái. Bà còn muốn vứt hết đống quần áo cũ như rẻ chùi chân của chồng, sau đó thay thế bằng toàn bộ quần áo mới. Bà cũng sẽ mua 3 cân dâu tây thượng hạng ăn cho đã đời. Ước mơ giản dị của người vợ khiến hai vợ chồng bật cười khanh khách. Nếu như thật sự có số tiền lớn như vậy, bà vợ vẫn muốn trả hết nợ nần trước. Ông chồng bỗng nắm chặt bàn tay vợ mình. Trước đây ông vay số tiền này chỉ vì muốn tìm được động lực kiếm tiền mà thôi. Ông nhất định sẽ nhanh chóng hoàn trả khoản vay này. Tình yêu đẹp nhất chính là như vậy. Trong tình yêu nhất định sẽ có một người thích bày trò, còn một người luôn cười nắc nẻ với những trò con bò đó. Khi đó bà vợ chỉ nghĩ chồng mình đang nói đùa cho vui, ai ngờ hiện tại mong ước của bà đã thành hiện thực. Đáng tiếc là người cùng cô đi qua mọi gian khó, người đã thề hẹn sẽ cùng cô chung sống tới khi đầu bạc răng long nay đã không còn nữa. Cầm trên tay tấm séc trị giá 10 triệu won, cô bật khóc nức nở. Người đàn ông nhìn có vẻ thô kệch này lại là người luôn đem đến những điều nhỏ nhặt nhưng vô cùng lãng mạn. Khi người đàn ông bước từng bước lên thiên đàng cũng là lúc con số trên chiếc chuông gió chuyển thành số 13. Cuối cùng ông cũng đã hoàn thành lời hứa với vợ. Ông mang theo tình yêu vô bờ bến với vợ mình mà đi tới một nơi xa mãi xa. Ông ra đi mà không có chút luyến tiếc nào cả. Jipsa cũng cảm động đến rơi nước mắt trước tình yêu của hai người. Khi Jipsa xuống dưới lầu, anh vẫn thấy Rong Ju đang đứng ngẩn tò te ở đó. Jipsa thắc mắc không hiểu vì sao Rong Ju lại biết đến sự tồn tại của tấm séc kia. Hơn nữa hai người đã gặp nhau vô số lần nhưng lần nào cũng phải xảy ra biến cố nào đó. Rong Ju cho biết bố cô từng dạy cô rằng đàn ông chưa 40 tuổi thì vẫn còn là một đứa trẻ không hiểu sự đời. Vì vậy trên đời này có rất nhiều thứ Jipsa không thể hiểu được. Jipsa rất muốn Rong Ju giải thích rõ ràng mọi chuyện nhưng cô đã từ chối thẳng. Rong Ju hứa sẽ nói cho Jipsa mọi chuyện nếu hai người còn duyên gặp lại. Nhưng khi Jipsa quay người bỏ đi, Rong Ju đã gọi anh lại rồi đưa anh một miếng băng cá nhân. Đêm đó Jipsa nằm ngắm nhìn miếng băng cá nhân mà vẫn đắn đo suy nghĩ về những biểu hiện kỳ lạ của Rong Ju. Thế nhưng chú của Jipsa lại thấy cháu mình mới là người kỳ lạ khi cứ mãi suy nghĩ về một người con gái như vậy. Bên này cha xứ đang ngồi tâm sự với Rong Ju. Cha xứ đã vô tình nói chuyện dạo gần đây hai người thường xuyên gặp nhau cho ông Bích biết. Thật ra ông Bích đã sớm cảm thấy có gì đó sai sai khi mở tủ quần áo của con gái. Rong Ju lo sợ nếu chuyện cô làm việc tại nhà tang lễ bị lộ thì cô sẽ không sống yên thân với ông Bích. Cha xứ nghe xong cũng toát mồ hôi hột theo cô cháu gái. Có thể thấy Rong Ju và cậu của mình giống nhau từ tính cách cho tới hành động. Cùng lúc đó cô em gái đã tung tin Jipsa nhặt được số tiền lớn nhưng không nảy sinh lòng tham lên mạng xã hội. Tin tức này lập tức trở thành chủ đề bàn tán của các bà mẹ bỉm sữa. Tất cả những tin đồn không hay trước đây của Jipsa đều đã được chuyển thành lời hay ý đẹp. Mọi người đều cho rằng Jipsa vừa có vẻ bề ngoài vừa có tâm hồn lương thiện, đúng là tâm sinh tướng. Nhìn Jipsa đẹp trai người người như vậy đã biết là người tốt rồi. Số lượng đơn đặt hàng của công ty quản gia 100 won cũng theo đó mà tăng một cách chóng mặt. Người của công ty quản gia 100 won cũng tất bận tiếp đón điện thoại của khách hàng suốt cả ngày. Sau một ngày bận rộn, chú cháu Jipsa liền chạy tới gánh đồ ăn vặt bên đường để ăn mừng. Không ngờ đúng lúc này chú Jipsa bỗng nhận được điện thoại của mẹ. Người ở đầu dây bên kia lo sợ anh sẽ khiến Jipsa vướng vào rắc rối. Bà đã trách mắng chú Jipsa rất nhiều. Lúc này Jipsa chợt nhìn thấy miếng băng cá nhân trên tay mình. Bằng một cách thần kỳ nào đó, Jipsa đã nhấc máy lên gọi điện cho Rong Ju. Jipsa muốn mời Rong Ju một bữa thịt nướng thay cho lời cảm ơn vì cô đã giúp anh tìm thấy tấm séc 10 triệu won. Tới quán ăn, Jipsa lấy chứng minh thư của mình ra để Rong Ju nhìn kỹ mà ghi nhớ lấy tên anh. Rong Ju vẫn thắc mắc vì sao Jipsa có nhiều biểu hiện giống con của chú tài xế như vậy. Jipsa cũng cho biết anh đã tìm thấy con trai thật sự của chú tài xế. Hơn nữa con trai của chú tài xế cũng đã lấy lại được số tiền bảo hiểm khổng lồ vốn thuộc về mình. Nhìn thấy miếng băng cá nhân trên tay Jipsa đã cũ, Rong Ju muốn đưa anh một cái mới nhưng trong túi lại chẳng còn cái nào. Hai người vừa ăn vừa tâm sự vui vẻ. Rong Ju đã làm việc tại nhà tang lễ được 3 tháng ròng. Cô dự định sẽ nghỉ việc vào mùa thu rồi tham gia kỳ thi công chức đúng như kế hoạch. Ông Bách vẫn luôn nghĩ Rong Ju đang tất bật ôn thi cho kỳ thi công chức. Mặc dù hai người không thân thiết gì cho cam nhưng họ lại biết rất nhiều bí mật của nhau.
Cuối cùng hai người chốt kèo sẽ giữ kín như bưng chuyện Jong Ju đang làm việc tại nhà tang lễ. Sau bữa ăn này, Jim Sa dường như đã có cái nhìn khác về Jong Ju. Sau đó Jim Sa lấy lý do phải nghe điện thoại để ra ngoài một chút. Sau khi hai người ăn uống no say, Jim Sa tặng Jong Ju một hộp băng keo cá nhân. Jim Sa đã đặc biệt mua tặng Jong Ju khi anh ra ngoài nghe điện thoại. Thế nhưng khi Jong Ju hỏi, Jim Sa lại nói rằng anh nhặt được ở bên đường. Ăn nói xà lơ như vậy thì chừng nào Jim Sa của chúng ta mới tán được con gái nhà người ta đây. Sáng sớm ngày hôm sau, Jong Ju bất ngờ phát hiện toàn bộ lễ phục đen của cô đều đã không cánh mà bay. Hóa ra ông Baek đã thay con gái ném chúng vào sọt rác. Ông làm như vậy cũng chỉ vì lo sợ Jong Ju sẽ tiếp tục làm việc tại nhà tang lễ. Trong giờ làm việc, đội trưởng mới liếc qua một cái đã biết Jong Ju vừa mua quần áo mới. Cũng không quá khó để nhận ra, bởi lẽ Jong Ju còn chưa kịp cắt mác. Jong Ju ngại ngùng nói cô đặc biệt mua quần áo mới vì hôm nay nhà tang lễ có nhân viên mới. Bên này, ông Baek vô tình nhìn thấy Jim Sa tại nơi làm việc. Ông Baek đã tặng Jim Sa một hộp dưa hấu thay lời cảm ơn vì chiếc bánh sinh nhật. Ông cũng tâm sự bình thường Jong Ju không thích ăn bánh kem nhưng vào ngày sinh nhật cô lại ăn chúng một cách vui vẻ. Cùng lúc đó, đội trưởng đội bảo an của tòa nhà cũng thông báo cho ông Baek biết tin từ tuần tới ông sẽ phải tăng ca vào buổi đêm. Thế nhưng ông Baek vẫn chưa nói chuyện này cho Jong Ju biết. Đêm đó, Jong Ju vừa về đến nhà đã thấy bố ngồi trên sofa lặng lẽ lau nước mắt. Ông Baek nhìn bộ đồ màu đen trên người Jong Ju liền cảm thấy có gì đó sai sai. Sau đó, Jong Ju đã tới nhà của bạn mình tâm sự những gì cô đã phải trải qua. Jong Ju cũng nói ra hết bí quyết sinh tồn của bản thân khi làm việc tại nhà tang lễ. Thế nhưng Jong Ju không biết nên nói chuyện này với ông Baek như thế nào. Cuối cùng, ba người vẫn không thể tìm ra được giải pháp hoàn hảo. Khi Jong Ju đứng dậy ra về, bà nội mắc chứng Alzheimer của bạn cô luôn miệng nhắc nhở Jong Ju phải mang theo ô. Thế nhưng Jong Ju đã từ chối lòng tốt của bà nội rồi quay người bỏ đi. Trên đường về nhà, Jong Ju nhìn thấy hai cậu học sinh cuối cấp đang bắt nạt bạn học. Thấy việc bất bình, Jong Ju liền ra tay thay trời hành đạo. Vốn tưởng rằng hai đứa trẻ kia sẽ sợ hãi nhưng không. Jong Ju cũng không ngờ bọn chúng lại cao lớn như vậy. Thấy hai đứa trẻ bước về phía mình, Jong Ju sợ hãi lùi lại vài bước. Khi một trong hai cậu nhóc định động tay động chân với Jong Ju, anh công an đẹp trai đã kịp thời xuất hiện ngăn chúng lại. Thế nhưng hai thằng nhóc xấu xa này còn đi trước một bước. Chúng tố cáo Jong Ju đã đánh vào đầu chúng trước. Jong Ju nghe xong liền co giò bỏ chạy như bản thân vừa làm chuyện xấu. Hai thằng nhóc xấu xa kia cũng nhân cơ hội này mà tẩu thoát. Không ngờ hành động vô tri của Jong Ju lại va phải sự chú ý của anh cảnh sát, bởi lẽ gu của anh chính là những cô gái vô tri. Trong quá trình bỏ chạy thoát thân, Jong Ju đã nhìn thấy tờ rơi quảng cáo cho thuê nhà. Về tới nhà, Jong Ju liền cầu xin bố cho ra ở riêng vì lý do học tập. Thật ra trong lòng ông Baek cũng đã từng suy nghĩ tới chuyện này. Thời gian sắp tới ông Baek sẽ phải tăng ca trực đêm. Bây giờ Jong Ju đòi ra ở riêng, ông cũng không cần phải kiếm lý do để giải thích với con gái nữa. Ngoài mặt thì ông Baek tỏ ra không muốn nhưng trong lòng thì lại mừng rỡ hơn bao giờ hết. Thế nhưng điều khiến chúng ta ngỡ ngàng là nơi Jong Ju thuê nhà lại là tầng trên của công ty quản gia 100 won. Hơn nữa anh cảnh sát đẹp trai đêm hôm trước cũng tới đây thuê nhà. Nhưng khi Jong Ju chuyển tới Jim Sa lại có việc cần phải ra ngoài. Chính vì vậy Jim Sa không hề hay biết Jong Ju chính là người thuê nhà mới. Ngày hôm sau có một người phụ nữ bụng bầu vượt mặt muốn ăn táo vì ốm nghén. Đồ ăn dự trữ trong nhà cũng đã hết sạch sành xanh. Thấy vậy anh chồng liền lấy ví ra ngoài mua thêm đồ ăn cho vợ. Thế nhưng anh chồng vừa đi chưa được bao lâu, bà bầu đã nghe thấy tiếng mở cửa. Bà bầu cứ nghĩ rằng chồng mình quên mang theo đồ gì đó nên quay lại lấy mà không hề hay biết nguy hiểm đang rình rập con cá mập. Sau đó khắp nơi lan truyền tin tức vụ án kẻ trộm đột nhập vào nhà giết người cướp của. Người phụ nữ bụng mang dạ chửa kia lại chính là vị khách thứ 13 của Jong Ju. Đội trưởng đội quản lý nhà tang lễ bỗng từ đâu xuất hiện nói cho Jong Ju biết chuyện thai phụ và chồng quen biết nhau từ trại trẻ mồ côi. Chính vì vậy hai người không hề có người thân hay bạn bè gì cả. Thấy hoàn cảnh của người đã khuất vô cùng đáng thương, Jong Ju đích thân tới cửa hàng bà bầu và trẻ em chọn một vài bộ trang phục xinh xắn nhất cho em bé. Giống như bao vị khách khác, thai phụ cũng hỏi Jong Ju những câu hỏi quen thuộc. Sau khi biết tin bản thân đã không còn sống, thai phụ không quan tâm bản thân mình sẽ ra sao. Điều duy nhất cô quan tâm là chỉ còn 2 ngày nữa là đứa trẻ trong bụng cô sẽ chào đời. Jong Ju nghe xong cũng chỉ biết khóc lóc nói lời xin lỗi. Thai phụ nắm chặt tay Jong Ju cầu xin cô hãy giúp cô hoàn thành di nguyện cuối cùng. Thai phụ muốn được sinh con, muốn đứa trẻ được chào đời. Trước đây bác sĩ đã từng nói với cô rằng con cô nhất định sẽ khỏe mạnh. Em bé đã nặng khoảng 3 cân và chu vi vòng đầu khoảng 10 cm. Tuy nhiên trước những nguyện vọng có phần phi lý của thai phụ, Jong Ju thật sự không thể giúp đỡ. Thấy Jong Ju như vậy, thai phụ lập tức cảm thấy sụp đổ mà bật cười thành tiếng. Sau đó thai phụ ngồi sụp xuống đất bật khóc nức nở. Chồng cô cũng chìm trong nỗi đau mất vợ mất con cùng một lúc. Anh ngoái nhìn di ảnh của vợ rồi lặng lẽ rời khỏi nhà tang lễ. Bên kia thai phụ vẫn đang khóc lóc cầu xin Jong Ju gọi điện thoại cho chồng mình, bởi vì thai phụ tin chắc rằng sau khi mất đi vợ con, chồng cô sẽ đi chầu Diêm Vương theo mẹ con cô. Trong lúc đó Jim Sa vẫn đang đi làm chân sai vặt. Trên đường đi, Jim Sa vô tình nhìn thấy một người phụ nữ bụng mang dạ chửa làm rơi túi táo. Jim Sa thấy vậy liền vội vàng chạy tới giúp đỡ. Vụ án giết người cướp của này cũng thu hút sự chú ý của đông đảo các tầng lớp trong xã hội, bởi lẽ khi xảy ra vụ án, chồng của thai phụ đang đi mua táo cho vợ. Chính vì vậy mọi người đã mang rất nhiều táo tới nhà tang lễ để chia buồn với gia đình. Jim Sa cũng tình cờ nhận được đơn hàng giao táo tới nhà tang lễ. Sau khi bày tỏ lòng thành kính với người đã khuất, Jim Sa đã bị đội trưởng gọi với lại. Hôm nay nhà tang lễ bận tới mức không có thời gian nghỉ ngơi ăn uống, vì vậy đội trưởng muốn nhờ Jim Sa mang cháo tới cho Jong Ju. Jim Sa nghe xong cũng vui vẻ đồng ý. Cùng lúc đó chồng của thai phụ vừa mới qua đời đang cảm thấy vô cùng tự trách bản thân.
Nếu anh có thể ở nhà khi xảy ra vụ án thì vợ con anh đã không có cái kết bi thảm như vậy. Nghĩ đến đây anh bỗng bật khóc không thành tiếng. Cho tới khi bình tĩnh lại, anh bỗng nhìn vào chiếc đồng hồ trên cổ tay. Đó là món quà vợ anh đã tặng vào ngày kỷ niệm 100 ngày yêu nhau của hai người. Khi đó hai người đã từng hẹn ước sẽ không bao giờ rời xa cho tới khi rời xa nhân thế. Ngồi trong phòng chờ, anh chồng khóc cạn nước mắt. Sau đó anh thất tha thất thểu bước tới phía trước lễ đường. Sau khi nhìn ngắm di ảnh của vợ, anh quyết định sẽ giữ đúng lời hẹn ước năm xưa. Anh quyết định sẽ đi chầu Diêm Vương cùng vợ con. Tuy nhiên thai phụ cũng đã đoán được chồng cô nhất định sẽ làm những chuyện dại dột như vậy. Vì vậy thai phụ cầu xin Rong Ju tìm cách liên lạc với chồng mình. Đúng lúc này Jipsa cũng mang đồ ăn tới cho Rong Ju. Nghe thấy âm thanh phát ra từ phía phòng thay đồ, Jipsa liền chậm rãi mở cửa phòng, thấy Rong Ju đang trang điểm cho người đã khuất. Thậm chí Rong Ju còn nhấc người đã khuất ngồi dậy rồi liên tục gọi tên người đó. Jipsa nhìn mà ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa. Hai người nhìn nhau đứng hình mất khoảng chừng là 10 giây. Thời gian cùng không gian xung quanh cứ như lắng đọng lại. Jipsa là người phản ứng đầu tiên. Anh vô cùng tức giận trước hành động không tôn trọng người đã khuất của Rong Ju. Chính vì vậy Jipsa đã giận dữ quay người bỏ đi. Rong Ju vội vàng đuổi theo nắm chặt lấy đôi bàn tay Jipsa. Cô cũng giải thích cho anh biết cô đang hoàn thành di nguyện cuối cùng của người đã khuất. Thế nhưng Rong Ju có giải thích đến rát cổ mỏi miệng thì Jipsa cũng không tin những gì cô nói. Thậm chí Jipsa còn cho rằng Rong Ju có vấn đề thần kinh. Đúng lúc này đội trưởng đội quản lý nhà tang lễ chạy tới. Thấy Jipsa chuẩn bị bỏ đi, Rong Ju vội vàng nắm chặt tay anh giải thích. Rong Ju cho biết cô có khả năng đặc biệt. Cô chỉ cần chạm tay vào người đã khuất là có thể giao tiếp với người đó. Rong Ju còn chưa kịp nói hết chuyện, đội trưởng đã thông báo cho cô biết tin chồng của thai phụ mới qua đời đã mất tích. Chính vì vậy bọn họ cần nhanh chóng tìm người. Nghe xong, Rong Ju vội chạy như điên tới phòng hóa trang. Tuy nhiên lúc này năng lực đặc biệt của Rong Ju dường như đã biến mất. Cho dù Rong Ju có cố gắng sờ nắn như thế nào cũng không thể kết nối với linh hồn của thai phụ. Đúng lúc này một người đồng nghiệp dày dặn kinh nghiệm đi tới nói cho Rong Ju biết một tin quan trọng. Chính vì người nhà của người đã khuất đột nhiên biến mất cho nên bọn họ phải tạm hoãn việc nhập quan. Hiện tại bọn họ cần đưa thi thể của người đã khuất tới nhà xác ngay lập tức. Tới quá nửa đêm, đội trưởng mới nhận được điện thoại từ cấp trên. Từ camera an ninh có thể thấy chồng của thai phụ đã rời khỏi nhà tang lễ. Cuối cùng hai người cũng có thể tan ca. Rong Ju thay quần áo thường ngày, sau đó lững thững đi về phòng trọ. Báo đài đã đưa tin việc chồng của thai phụ quá cố đã mất tích hơn 10 tiếng đồng hồ. Khi Rong Ju về tới căn hộ mới thuê thì trời cũng đã sáng. Chú Jipsa thấy Rong Ju liền nhiệt tình giới thiệu cô với cháu trai mình. Tới tận lúc này hai người mới biết bọn họ cùng sống trong một tòa nhà. Bởi vì chuyện xảy ra tối qua mà Jipsa vẫn còn hiểu nhầm Rong Ju. Cả hai giả vờ như đây là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Rong Ju nhiệt tình bắt tay chào hỏi Jipsa lấy lệ. Đúng lúc này anh cảnh sát đẹp trai cũng vừa mới đi làm về. Việc Hye-an đứng nói liên thoáng không ngừng cũng phần nào xoa dịu bầu không khí căng thẳng giữa hai người. Thế nhưng Hye-an bốc lại muốn tạo điều kiện cho đứa cháu trai đã độc toàn thân lâu năm của mình tìm bạn gái. Để Jipsa và Rong Ju có không gian riêng, Hye-an bốc đã cố ý kéo Hye-an rời khỏi đó. Hai người vừa mới rời đi, Rong Ju cũng quay người đi lên lầu. Jipsa đột nhiên gọi Rong Ju lại yêu cầu cô rời khỏi đây. Lý do của Jipsa rất đơn giản. Anh không thích, thậm chí là rất ghét phải hít chung bầu không khí với Rong Ju. Không ngờ Rong Ju lại thản nhiên đồng ý cái yêu cầu ngớ ngẩn của Jipsa. Sau khi bị đuổi ra khỏi nhà, Rong Ju liền chạy tới nhà thờ tâm sự với ông cậu của mình. Tuy nhiên cậu Rong Ju lại tìm đủ lý do thoái thác không muốn tiếp chuyện với cháu gái. Rong Ju sớm đã thuộc nằm lòng mấy cái lý do của cậu. Điều Rong Ju quan tâm nhất hiện giờ là chồng thai phụ đã bỏ đi đâu. Hơn nữa cô muốn biết câu nói chồng tôi nhất định sẽ đi cùng mẹ con tôi của thai phụ có ý nghĩa gì. Rong Ju cũng muốn biết vì sao thai phụ lại nhắc tới bàn chân của em bé. Rốt cuộc mọi chuyện có ý nghĩa như thế nào. Chính vì vậy Rong Ju đã đích thân tới bệnh viện nơi thai phụ đăng ký sinh nở. Không ngờ đây cũng chính là nơi Sô Gia cô bạn thân nhất của Rong Ju đang làm việc. Lần này Rong Ju tới đây vì muốn nhờ Sô Gia giúp mình tìm hiểu hồ sơ bệnh án của thai phụ. Thậm chí Rong Ju còn lấy hình anh đẹp trai ra để mua chuộc Sô Gia. Ai mà có rẻ, cái trò con bò này lại có hiệu quả thật sự. Cuối cùng Rong Ju đã thành công lấy được hồ sơ bệnh án của thai phụ từ phía Sô Gia. Sau khi có được những gì bản thân mong muốn, Rong Ju lập tức co giò bỏ chạy. Đây cũng chính là lời cảnh tỉnh tới tất cả các bạn nữ. Ngoại trừ bố mẹ ra thì không được tin bất kỳ bố con thằng nào hết, kể cả con bạn thân. Rong Ju lần mò theo định vị trên Google Maps tìm tới nhà của thai phụ quá cố. Đây cũng chính là nơi đã xảy ra thảm án thương tâm của hai mẹ con thai phụ. Nơi này đã bị cảnh sát phong tỏa từ lâu. Đúng lúc này cảnh sát tuần tra quanh đó cũng đã phát hiện hành tung bí ẩn của Rong Ju. Cũng may mà Hye-an đi ngang qua đã giải vây giúp Rong Ju. Bởi vì đây là nơi xảy ra vụ án chấn động cả nước nên cảnh sát cần tăng cường tuần tra xung quanh khu vực này. Đó cũng chính là lý do vì sao Rong Ju lại gặp Hye-an tại đây. Suy cho cùng Hye-an cũng là cảnh sát. Chỉ cần nhìn thoáng qua Hye-an cũng có thể đoán được Rong Ju cố ý tới tận nơi này vì lo lắng cho khách hàng của mình. Thế nhưng với tình hình hiện tại thì hành động của Rong Ju là hết sức nguy hiểm. Hye-an hết lòng khuyên nhủ Rong Ju hãy tin tưởng cảnh sát, ngoan ngoãn ở nhà chờ đợi tin tức. Dù sao đi chăng nữa thì nơi này cũng là nơi xảy ra án mạng. Hye-an cũng nói chỉ cần Rong Ju đủ chân thành thì mọi điều ước của cô rồi cũng sẽ trở thành hiện thực. Người chồng bỗng nhiên biến mất của thai phụ kia nhất định sẽ quay trở lại. Tối đó Rong Ju đang ngồi trong quán ăn bên đường bỗng đọc được tin tức về chồng của thai phụ. Bên tai cô cứ văng vẳng những lời nói thai phụ đã từng nói với cô. Thai phụ khẳng định chồng cô sẽ đi theo vợ con về nơi chín suối. Rong Ju cũng vẫn nhớ cảnh tượng Jipsa đột nhiên mở cửa bước vào. Nghĩ đến đây Rong Ju lại thở dài thườn thượt. Đúng lúc này Jipsa cũng tới quán ăn ven đường mua đồ ăn đêm.
Nhìn thấy Jong Ju, Jim Sa lập tức quay người bỏ đi. Không biết do Jong Ju đã uống quá nhiều rượu hay bởi vì cô quá lo lắng cho sự an nguy của người mất tích. Thấy Jim Sa bỏ đi, Jong Ju lập tức đuổi theo phía sau để hai người ba mặt một lời. Jong Ju cũng không quan tâm Jim Sa có nghĩ cô có vấn đề về thần kinh hay không. Thế nhưng nhờ ơn nhờ phước của Jim Sa mà cấp trên của Jong Ju đã bị đình chỉ công việc. Hiện tại Jong Ju cái gì cũng không quan tâm. Điều duy nhất cô quan tâm là người chồng bỗng dưng biến mất của thai phụ. Bởi chỉ khi tìm thấy anh chồng cấp trên của cô mới có thể phục chức. Jong Ju cũng tuyên bố thẳng rằng bản thân cô có khả năng nói chuyện với người đã khuất. Nếu ngày đó Jim Sa không đột nhiên xông vào thì Jong Ju đã có thể lắng nghe hết những gì thai phụ nói. Nếu không có sự cố đó có lẽ chuyện tìm kiếm người chồng mất tích của thai phụ đã dễ dàng hơn rất nhiều. Jim Sa nghe xong liền ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa. Chuyện này thì có liên quan gì tới anh? Jim Sa không hiểu vì sao Jong Ju đột nhiên đổ hết mọi tội lỗi lên đầu anh. Thế nhưng Jong Ju vẫn cho rằng chuyện thai phụ quá cố kia không thể nói hết tâm nguyện của mình đều do Jim Sa. Suy cho cùng trăm sai vạn sai vẫn là Jim Sa sai. Bản thân Jong Ju mới là người vô tội. Jong Ju khẳng định bản thân không phải kẻ quái dị bỗng dưng xuất hiện ngáng đường Jim Sa. Ngược lại chính Jim Sa mới là người phá hỏng mọi chuyện. Cuộc trò chuyện giữa hai người cứ như vậy mà kết thúc trong sự ấm ức của cả hai. Đêm đó Jong Ju chuyển tới câu lạc bộ bóng bàn của cô bạn thân. Trong câu lạc bộ không có giường ngủ, Jong Ju liền nằm vật nằm vờ trên ghế sofa. Thế nhưng Jong Hoa lại khuyên Jong Ju quay về phòng trọ bởi câu lạc bộ của cô sẽ sớm cải tạo. Tới lúc đó Jong Ju sẽ phải sinh sống ở đâu? Không bao lâu sau, ông Baek đã gọi điện thoại hỏi thăm bình rượu mơ. Ông Baek lo lắng cho sự an toàn của Jong Ju nên mới gọi điện hỏi xem cô ra vào có đóng cửa nẻo cẩn thận hay không. Mặc dù cả cha và con gái đều nhớ đối phương ra diết, mặc dù cả hai đều gặp phải muôn vàn khó khăn vất vả trong cuộc sống nhưng họ đều giữ kín trong lòng, chỉ có thể nói với đối phương những điều tốt đẹp nhất. Jim Sa đang đứng trên sân thượng xem những tin tức nổi bật trong ngày. Jim Sa bỗng nhớ lại những lời Jong Ju từng nói với anh. Lẽ nào bản thân anh thật sự đã sai quá sai rồi sao? Ngày hôm sau, Jong Ju cùng hai cô bạn thân ra ngoài hẹn hò một buổi. Đang đi trên đường, Jong Ju bỗng nhìn thấy tin tức cảnh sát đã vớt được thi thể của một nam thanh niên khoảng chừng 20 tuổi. Tuy nhiên ngay sau đó phía cảnh sát đã đính chính nam thanh niên kia không phải chồng của thai phụ mới qua đời. Jim Sa nghe được tin tức này cũng bắt đầu cảm thấy bồn chồn nhẹ. Thêm với những gì Jong Ju đã nói vào tối ngày hôm qua, Jim Sa cũng cảm thấy lo lắng cho sự an nguy của anh chồng mất tích kia. Sau đó Jim Sa đã chủ động liên hệ với Hae An để dò hỏi tin tức. Hae An nói thẳng rằng thời gian vàng để tìm kiếm người cũng đã sắp trôi qua, cơ hội đang ngày càng thấp dần. Cùng lúc đó cấp trên cũng bắt đầu gây áp lực cho đội trưởng đội quản lý nhà tang lễ. Nếu phía cảnh sát không tìm thấy chồng của thai phụ thì tang lễ vẫn phải diễn ra bình thường. Chỉ có điều trong tang lễ của thai phụ sẽ không có người thân hay bạn bè gì hết. Thế nhưng Jong Ju vẫn có niềm tin mãnh liệt rằng cô sẽ tìm thấy chồng của thai phụ. Đáng lẽ hôm nay chính là ngày đứa trẻ chào đời vậy mà. Bên kia Jim Sa đang vừa lái xe vừa nghe tin tức trên radio. Trùng hợp thay lúc này radio cũng đang phát một bức thư nói về chuyện tình cảm lạnh của hai vợ chồng thai phụ. Jim Sa vừa nghe đã biết là chuyện tình của thai phụ bởi anh đã từng nhìn thấy tên cô tại nhà tang lễ. Hóa ra hai vợ chồng thai phụ đều là những đứa trẻ bị bỏ rơi bên bờ sông Hàn. Đối với cả hai, sông Hàn chính là nơi ám ảnh nhất cuộc đời họ. Đó không chỉ là nơi cả hai bị bỏ rơi mà tại đây họ còn có thể nhìn thấy thứ tình cảm gia đình mà họ không bao giờ có được. Đối với vợ chồng thai phụ, tình cảm bao la của cha mẹ là thứ gì đó quá đỗi xa vời. Nó cũng là thứ cả hai không bao giờ có được. Nhiều năm sau, hai đứa trẻ có hoàn cảnh tương tự nhau lại gặp được nhau. Thai phụ và chồng cũng đã cùng nhau xây dựng tổ ấm mới cho riêng mình. Thai phụ cũng đã mang trong mình đứa con của hai người. Đáng lẽ ra sẽ có một em bé đáng yêu gọi hai người là bố là mẹ. Trong bức thư có nhắc đáng lẽ hôm nay chính là ngày em bé chào đời. Nghe tới đây, Jim Sa bỗng ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa. Tên của em bé sắp chào đời giống hệt cái tên Jong Ju từng nói với Jim Sa. Lúc này Jim Sa mới vỡ lẽ rằng tất cả những gì Jong Ju nói đều là sự thật. Sau khi nghe đoạn tin này, Jim Sa càng tin chắc rằng Jong Ju thật sự có thể giao tiếp với linh hồn. Jim Sa bỗng cảm thấy ân hận vì bản thân đã làm gián đoạn cuộc nói chuyện giữa Jong Ju và thai phụ. Lúc này radio vẫn đang phát bức thư nói về cuộc tình của vợ chồng thai phụ. Trong thư có nhắc tới cây cầu nơi lần đầu tiên trông vợ hài gặp gỡ. Cây cầu cũng là nơi lưu giữ vô vàn kỷ niệm đẹp của hai vợ chồng. Jim Sa chợt nghĩ rất có thể anh chồng kia đang ở trên cây cầu được nhắc đến trong bức thư. Thế nhưng từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ đây là lần đầu tiên Jim Sa nghe thấy cây cầu có cái tên kỳ lạ như vậy. Trong khi Jim Sa đang vắt óc suy nghĩ, điện thoại bỗng reo vang từng hồi. Nhìn thấy số điện thoại hiển thị trên màn hình, Jim Sa bỗng nhận ra cây cầu được nhắc đến trong bức thư. Hóa ra người gửi bức thư này tới đài phát thanh lại chính là thai phụ quá cố. Ngày xảy ra thảm án, thai phụ đang miệt mài viết nốt bức thư kể về mối tình tuyệt đẹp của hai vợ chồng. Cùng lúc đó, một đôi tay đang không ngừng run rẩy nắm chặt lấy lan can của một cây cầu. Tiếp đó, người đàn ông bước từng bước đứng trên lan can của cây cầu. Không sai, người đàn ông này chính là người chồng đã mất tích của thai phụ. Nhìn dòng nước chảy xiết dưới cầu, anh quyết tâm hơn bất kỳ ai. Anh muốn nhảy xuống dưới để đi gặp vợ con ngay lập tức. Vào thời khắc ngàn cân treo sợi lông chân, Jim Sa kịp thời xuất hiện ôm chặt anh từ phía sau. Thế nhưng ý anh chồng đã quyết, vợ con anh đã mất, anh không muốn sống đơn côi trên cõi đời này. Anh cầu xin Jim Sa hãy để anh ra đi như những gì anh muốn. Jim Sa cũng nói cho anh biết vợ anh đã để lại cho anh một bức thư. Thế nhưng tâm tình của anh chồng đã sớm suy sụp từ lâu. Giọng anh bỗng lạc hẳn đi khi nhắc tới vợ mình. Mặt hồ mênh mông vang vọng tiếng hét đau thương của người chồng bất hạnh. Trong thư, thai phụ đã cảm ơn chồng mình rất nhiều. Cô hy vọng kiếp sau cô vẫn có thể được làm vợ của anh.
Lúc này Dong Ju vẫn chưa biết chuyện gì đã xảy ra, vẫn đang âm thầm cầu nguyện cho chồng của thai phụ. Dong Ju vẫn đang chờ đợi kỳ tích xảy ra. Thật ra lần đầu tiên gặp mặt, linh hồn của thai phụ đã tâm sự với Dong Ju chuyện cô đã viết một bức thư gửi tới chồng rồi gửi tới đài phát thanh. Thai phụ hy vọng bức thư của cô được phát để chồng cô có thể nghe được. Cái đêm Dong Ju ngủ lại câu lạc bộ bóng bàn, cô đã lướt khắp các nền tảng xã hội. Trong lúc lướt điện thoại, Dong Ju vô tình đọc được tin một vị khách tới quán cà phê đã được gặp MC nổi tiếng trong 3 ngày liên tiếp. Thế là Dong Ju viện cơ thèm trà sữa kéo hai cô bạn thân tới một tỉnh xa xôi chỉ để uống cà phê. Trên thực tế Dong Ju đang muốn thử vận may của mình. Dong Ju muốn thử xem bản thân có gặp được MC nổi tiếng kia hay không. Cuối cùng ông trời cũng đã nghe thấu nỗi lòng của Dong Ju. Anh MC nổi tiếng kia thật sự đã xuất hiện. Dong Ju vội vàng chạy tới nói ra nỗi lòng của mình. Cô hy vọng anh MC có thể phát bức thư của thai phụ trên đài phát thanh. Khi anh MC hỏi Dong Ju rằng ai là người đã viết bức thư đó, cô chỉ đáp rằng đó là một người hết sức đặc biệt. Khi chương trình phát thanh sắp kết thúc, MC chúc bà bầu vượt cạn thành công. Anh cũng chúc cho em bé có thể ra đời bình an nhất có thể. Bên này anh chồng cuối cùng cũng được Jibsa đỡ xuống đất. Anh quỳ trên cầu một hồi lâu, Jibsa nói như thế nào cũng không chịu rời đi. Đây là nơi vợ chồng anh gặp nhau, cũng là nơi lưu giữ nhiều kỷ niệm của cả hai vợ chồng. Sau đó anh chồng mang nước ép tới cho vợ rồi sửa lại mái tóc rối bù xù của cô. Trong lòng anh có rất nhiều điều muốn nói nhưng không thể thốt thành lời. Nếu còn duyên kiếp sau, hai người nhất định sẽ gặp lại. Con số trên chuông gió cũng đã chuyển thành số 12. Đêm đó Jibsa đã nhìn thấy đứa trẻ luôn quấy nhiễu Dong Ju, nhìn hai người có vẻ đã quen biết nhau từ lâu. Tên của đứa trẻ là Junho. Lần này cậu bé tới đây vì có chuyện muốn hỏi anh trai mình. Junho chậm rãi bước về phía Jibsa hỏi anh lý do anh tiễn cậu bé về nơi chín suối. Đây rốt cuộc là sự thật hay chỉ là Jibsa đang nằm mơ? Vài tháng trước khi Dong Ju mới tới nhà tang lễ làm việc, vị khách đầu tiên cô gặp chính là Junho. Đến cả đội trưởng dày dặn kinh nghiệm cũng cho rằng trường hợp của Junho là một trong những trường hợp khó giải quyết nhất. Khi Dong Ju chạm tay vào khuôn mặt của Junho, ngày bỗng hóa thành đêm. Nhà xác lạnh lẽo lúc này cũng biến thành một căn phòng trang điểm xa hoa lộng lẫy. Khi Dong Ju còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Junho đã chết bỗng ngồi bật dậy. "Chị ơi!" Chính Junho cũng không biết đây là đâu. Junho đột nhiên nhớ tới chiếc nhẫn của mình. Cậu bé lo lắng chạy về phía cửa muốn đi tìm chiếc nhẫn. Thế nhưng Junho có cố gắng như thế nào cánh cửa cũng không thể mở ra. Dong Ju sợ hãi tới mức chân tay bủn rủn. Cô muốn chạy trốn khỏi cái nơi quái quỷ này ngay lập tức. "Chị ơi!" Junho không thể mở cửa, chỉ có thể nhờ Dong Ju giúp đỡ. Junho cũng nói cho Dong Ju biết chiếc nhẫn bị rơi gần nơi xảy ra tai nạn rất quan trọng đối với cậu bé. Dong Ju bị dọa tới mức gần như suy sụp. Cô đẩy Junho ngã xuống đất rồi co ro bỏ chạy. Junho cũng bị nhốt trong nhà xác hay còn gọi là phòng trang điểm của chính mình. Kể từ ngày đó, bên tai Dong Ju luôn vang vọng giọng nói của Junho. Dong Ju sợ hãi nhốt mình trong phòng từ ngày tới đêm. Trong một khoảnh khắc nào đó, Dong Ju chợt nhớ tới lời của Junho. Nơi Junho gặp nạn chỉ cách đây hơn một cây số. Trong đêm, Dong Ju bỗng chạy ra ngoài như một người đàn bà điên. Cô cứ chạy mãi cuối cùng biến mất ở phía cuối con đường. Cuối cùng Dong Ju cũng chạy tới một cửa hàng nhỏ. Thế nhưng cửa hàng đã đóng cửa. Dong Ju bỗng lục lọi những túi rác ở dưới đất. Cô muốn thử vận may của mình một chút, nói không chừng có thể tìm thấy chiếc nhẫn mà Junho luôn nhắc đến. Thế nhưng Dong Ju có gồng cơ đít thít cơ mông tìm kiếm như thế nào cũng không thể tìm thấy nó. Dong Ju cảm thấy việc mình có thể nhìn thấy ma, thậm chí là giao tiếp với ma là điều hết sức vô lý. Vậy mà Dong Ju còn chưa đi được hai bước đã nhìn thấy một hộp trang sức mắc kẹt trên nắp cống. Dong Ju chậm rãi bước về phía đó. Cô ngồi xổm xuống đất nhưng không đủ dũng khí để nhặt chiếc hộp lên. Cuối cùng Dong Ju lấy hết dũng khí mở chiếc hộp ra. Bên trong thật sự là một chiếc nhẫn. Lúc này Dong Ju thật sự không biết bản thân nên vui mừng hay sợ hãi. Cảm xúc của Dong Ju lúc này lẫn lộn hơn bao giờ hết. Dong Ju vui vì có thể giúp Junho tìm thấy di vật. Thế nhưng cô lại lo sợ vì việc bản thân có thể giao tiếp với người đã khuất là sự thật. Việc Dong Ju tìm thấy chiếc nhẫn chứng tỏ những gì xảy ra với cô trong những ngày qua không phải là mơ. Đúng lúc này Dong Ju nhìn thấy biển báo đường treo trên tường. Dong Ju chợt nhớ đội trưởng từng nói với cô rằng Junho sống tại nhà số 79 đường số 3. Để ý một chút có thể thấy nơi Dong Ju nhặt được chiếc nhẫn là giữa ngã ba đường. Dựa theo bảng chỉ dẫn đường, Dong Ju lần mò tới nhà của Junho. Thím hàng xóm đối diện nhà Junho bỗng để mắt tới hành vi quái dị của Dong Ju. Dong Ju vội vàng giải thích cô đích thân tới tận đây vì muốn trả lại cho chủ nhân của căn nhà một món đồ họ đã làm rơi. Thế nhưng thím hàng xóm lại nói rằng gia đình này đã chuyển đi cách đây vài ngày. Thím hàng xóm cũng không biết gia đình họ đã chuyển đi đâu. Nghe vậy Dong Ju liền xin thím hàng xóm số điện thoại của chủ nhân căn nhà. Bà thím nhìn từ trên xuống dưới bộ dạng kỳ quái của Dong Ju tỏ ra nghi ngờ nhẹ. Cuối cùng bà vẫn nhấc máy gọi điện cho bố mẹ của Junho. Thế nhưng đáp lại bà chỉ là những tiếng kêu tít tít kéo dài. Bà thím nói với Dong Ju rằng bà không thể liên lạc được với bố mẹ của Junho, sau đó quay người bỏ đi. Hết cách, Dong Ju đành phải mang hộp nhẫn về cất trong tủ đồ của mình. Sau đó cô đã tới tìm cậu mình để tâm sự. Vị khách đầu tiên của cháu là một cậu bé khoảng chừng 10 tuổi. Thế nhưng cháu đã không thể hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của cậu nhóc. Thật ra sau khi từ nhà Junho trở về, Dong Ju đã tìm kiếm khắp nơi để tìm được nơi ở mới của bố mẹ cậu bé. Dong Ju còn tới tận trường học của Junho dò la tin tức. Thậm chí Dong Ju còn liên hệ với tất cả những công ty vận chuyển nhà xung quanh nhà cũ của Junho. Thế nhưng Dong Ju vẫn không tìm được manh mối nào. Cậu Dong Ju an ủi cháu gái không cần quá lo lắng. Chỉ cần Dong Ju làm hết sức mình thì mọi chuyện rồi cũng sẽ được giải quyết. Trong khi đó, Jibsa cũng ngồi trong quán ăn bên đường mà rơi vào trầm tư.
Cách đây vài tháng Jibsa còn là một bác sĩ, thế nhưng khi em trai gặp tai nạn Jibsa lại không thể cứu. Jibsa chợt nhớ tới những hành động kỳ lạ của Jongju những ngày qua. Jongju từng nói rằng cô có thể giao tiếp với người đã khuất. Mỗi khi Jongju chạm tay vào xác chết, linh hồn của họ sẽ xuất hiện trò chuyện với cô. Jibsa vừa nghĩ tới Jongju ngẩng đầu lên lại thấy cô đang lững thững đi về nhà. Jibsa vội vàng chạy tới gọi Jongju lại. Sau đó Jibsa hỏi Jongju những câu hỏi mà người bình thường khó mà hiểu được. Jibsa muốn biết Jongju bắt đầu công việc này kể từ khi nào. Kể từ khi làm việc tới nay Jongju đã nhận được bao nhiêu vị khách. Thế nhưng Jongju lại lầm tưởng rằng Jibsa muốn báo cáo chuyện của mình với nhà tang lễ. Jibsa còn chưa kịp nói gì, Jongju đã nói cô sẽ chủ động từ chức chỉ cần Jibsa đừng làm phiền cô nữa. Ngày hôm sau Jongju muốn tâm sự chuyện bản thân muốn từ chức với đội trưởng. Nhưng Jongju còn chưa kịp mở lời, đội trưởng đã nhận được điện thoại của khách hàng. Bên này tin tức Jongju bị đuổi khỏi tòa nhà của công ty quản gia 100 won đã bị lan truyền khắp nơi. Người buồn nhất vẫn là Haean. Anh có cố gắng suy nghĩ như thế nào cũng không thông. Vì sao người con gái anh thầm thương trộm nhớ mới chuyển tới sống gần anh được có một ngày đã lặng lẽ rời đi. Haean quyết định sẽ đi nài nỉ Jongju dọn về trước khi căn phòng đó có người khác thuê. Lúc này Jibsa cũng đã nhận ra bản thân vẫn luôn nghĩ xấu cho Jongju. Jibsa muốn gọi điện xin lỗi Jongju nhưng cô không nhấc máy. Hóa ra Jongju đang bận tiếp đón khách hàng tại nhà tang lễ. Mẹ của vị khách này đột nhiên qua đời khiến anh buồn rầu hơn bao giờ hết. Chính vì vậy vợ anh quyết định đứng ra đảm đương trách nhiệm tổ chức tang lễ cho mẹ chồng. Nếu Jongju có vấn đề gì thắc mắc có thể thảo luận với cô. Trong một lần làm chân sai vặt, Jibsa vô tình bắt gặp ông Baek. Thấy Jibsa, ông Baek liền tâm sự vô số chuyện bao gồm cả chuyện Jongju dạo gần đây phải vất vả học hành cho kỳ thi công chức. Ông Baek cũng nói cho Jibsa biết chuyện dạo gần đây Jongju đã dọn ra ngoài ở riêng. Ông cũng không quên nói cho Jibsa biết Jongju đang ở đâu. Nghe được tin này Jibsa liền vui ra mặt. Tại nhà tang lễ với thái độ làm việc vô cùng nghiêm túc, Jongju đã nhận được sự tán thành của con dâu người đã mất. Thấy Jongju tất bật làm việc đến nỗi chưa có cái gì bỏ bụng, cô còn đặc biệt mời Jongju và đội trưởng tới ăn tối cùng gia đình. Đây cũng là lần đầu tiên Jongju được người nhà của người đã khuất dùng bữa. Thông thường trong đám tang người ta chỉ quan tâm đến người làm tang lễ, rất ít người chú ý tới nhân viên phục vụ. Vất vả làm việc cho tới tận khuya, Jongju lại muốn bộc bạch nỗi lòng với đội trưởng thêm một lần nữa. Đúng lúc này con dâu của người đã khuất bỗng đuổi theo sau đưa cho Jongju một miếng băng quấn tay. Cũng may mà trong lúc tang gia bối rối, Jongju đã giúp cô bế con suốt cả một ngày. Cô con dâu của người đã khuất thật sự vô cùng cảm kích tấm lòng thơm thảo của Jongju. Ngày mai khi lễ khâm niệm của mẹ chồng cô diễn ra, gia đình cô nhất định còn làm phiền Jongju nhiều. Jongju vừa bước chân ra khỏi cửa nhà tang lễ đã thấy Jibsa đang nói chuyện gì đó với đội trưởng. Cô lập tức chạy như bay về phía trước. Jibsa nhắn nhủ đội trưởng hãy tin những gì anh nói. Jongju chưa hiểu chuyện gì nhưng vẫn vội phủ nhận những gì Jibsa nói. Hai chữ trong sạch Jibsa nói cũng đã chán rồi. Sau đó Jibsa đã hẹn đội trưởng đi cà phê cà pháo nói chuyện riêng. Jibsa cho rằng Jongju đang gặp rắc rối lớn. Jibsa biết Jongju đang gặp phải vấn đề gì nhưng anh không thể giải thích bằng lời. Dù sao mọi chuyện đều là lỗi của Jibsa. Mặc dù đội trưởng không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra, nhưng anh biết rằng nếu Jibsa cảm thấy bản thân đã sai thì cần đi xin lỗi Jongju. Bên này Jongju vẫn không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra. Cô lo lắng chủ động viết đơn xin thôi việc rồi tháo bảng tên trên áo của mình xuống. Sau đó Jongju đặt đơn xin thôi việc cùng bảng tên trên bàn làm việc của đội trưởng. Jongju vốn nghĩ Jibsa sẽ mách lẻo với đội trưởng chuyện cô không tôn trọng thi thể người đã khuất. Chính vì vậy cô mới chủ động từ chức trước cho đỡ xấu hổ. Đêm đó trên đường đi tuần tra, Haean không ngừng gọi điện thoại cho Jongju. Haean muốn nài nỉ Jongju quay lại nhà trọ, nhân tiện anh cũng muốn bày tỏ tình cảm với cô. Thấy có kẻ tình nghi bám đuôi mình, Jongju vội vàng di chuyển tới nơi bớt hoang vu vắng vẻ rồi nói cho Haean biết tình hình. Đến khúc cua Jibsa bỗng từ đâu xuất hiện cứu Jongju một mạng. Hóa ra Jibsa đã dựa theo địa chỉ ông Baek cho lần mò tới khu phố Jongju đang sinh sống. Trùng hợp thế nào Jibsa lại bắt gặp Jongju đúng lúc cô đang bị kẻ xấu bám đuôi. Haean cũng đã tóm được một đám côn đồ. Lần này Jibsa đích thân tới tận đây vì muốn Jongju quay lại. Hai người ngồi bên một trạm chờ xe bus tâm sự dày tâm sự mỏng. Jibsa xin lỗi Jongju vì bấy lâu nay anh vẫn hiểu lầm cô. Đúng lúc này Jongju bỗng nhận được tin nhắn từ đội trưởng. Đội trưởng yêu cầu Jongju ngày mai phải tới làm việc từ sớm. Lúc này Jongju mới nhận ra Jibsa không tới tìm đội trưởng để mách lẻo tội của cô. Vừa đúng lúc xe bus tới, hai người vội vàng lên xe quay về công ty quản gia 100 won. Hai người vừa lên xe còn chưa kịp đứng vững, bác tài đã thắng gấp khiến cả hai ngã lộn nhào. Kể từ khoảnh khắc đó bầu không khí bỗng ngột ngạt hơn bao giờ hết. Jibsa tìm đủ mọi cách để bắt chuyện với Jongju nhằm xoa dịu bầu không khí. Lúc này Jongju ước gì Jibsa có thể im lặng hơn bao giờ hết. Tại nhà tang lễ, đội trưởng đã nhìn thấy đơn xin từ chức của Jongju. Đọc xong anh lập tức bật cười như đời ươi ăn phải bà. Đội trưởng cảm thấy Jongju đã nghĩ quá nhiều. Đương nhiên anh cũng không đồng ý để Jongju từ chức như vậy. Thế nhưng sau khi nhận được một cuộc điện thoại, mặt của đội trưởng bỗng trở nên căng thẳng. Có vẻ đội trưởng đang cố tình tránh mặt người ở đầu dây bên kia. Thế nhưng đội trưởng vừa bước chân ra khỏi cửa, một người phụ nữ bế trên tay một đứa trẻ đã chặn đường anh. Lần này người phụ nữ tới đây vì muốn mượn đội trưởng 30.000 won để đưa đứa bé đi khám bệnh. Jongju và Jibsa cũng đã về tới công ty quản gia 100 won. Mãi tới tận bây giờ Jongju mới nhận ra tối qua Jibsa tới tìm cô vì muốn xin lỗi cô. Theo những gì Jongju từng nói về thai phụ đã khuất, Jibsa đã không còn hoài nghi khả năng có thể giao tiếp với người đã khuất của Jongju. Jibsa cũng hỏi Jongju về một cậu bé khoảng 10 tuổi. Thế nhưng lúc đó Jongju đã uống quá nhiều.
từng mảng ký ức của cô gần như vỡ vụn. Hiện tại Jong Ju không thể nhớ được những chuyện đã xảy ra. Quay về phòng, Jong Ju bắt đầu đọc tin tức buổi tối. Không ngờ Jipsa chính là người hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của thai phụ. Chính Jipsa là người dùng hết sức bình sinh để ngăn không cho anh chồng làm điều dại dột. Sáng hôm sau, Jong Ju dậy sớm đi làm như thường lệ. Trên đường đi, Jong Ju còn đặc biệt mua một bó hoa cúc lớn, bởi vì Jong Ju nhớ con dâu của người đã khuất từng nói mẹ chồng cô rất thích loài hoa này. Jong Ju vừa đi lên cầu thì vô tình bắt gặp một người phụ nữ. Người phụ nữ đối diện chỉ cần liếc nhìn ông lão ăn xin một cái đã có thể chẩn đoán ông bị đột quỵ. Jong Ju thấy vậy liền vội vàng gọi xe cứu thương. Cũng may mà ông lão ăn xin được sơ cứu kịp thời mới có thể thoát chết. Hóa ra người phụ nữ này là một bác sĩ có chuyên môn. Có lẽ người này có mối liên quan nào đó với Jipsa. Trên đường đi làm, Jong Ju lại vô tình gặp Jipsa. Mối quan hệ giữa hai người dường như đã dịu đi rất nhiều. Cùng lúc đó, đội trưởng cũng đưa người phụ nữ kia tới bệnh viện đăng ký khám bệnh cho đứa trẻ. Nhìn dáng vẻ đáng thương của người phụ nữ, đội trưởng vẫn không thể nhẫn tâm bỏ mặc mẹ con cô. Cuối cùng, đội trưởng vẫn đưa người phụ nữ thẻ ngân hàng của mình để cô ấy cho chi phí chữa trị cho con. Theo như những gì tôi suy nghĩ thì người phụ nữ này chắc chắn là người đội trưởng yêu bằng cả sinh mệnh nhưng chẳng thể đến với nhau. Có lẽ vì tính chất công việc của đội trưởng mà người phụ nữ kia đã kết hôn với một người đàn ông khác. Tại phòng trang điểm, bà lão không ngừng cảm ơn Jong Ju rối rít. Bà cũng không quên khen con dâu của bà rất hiếu thuận, lúc nào cũng yêu thương bà. Cô con dâu lúc nào cũng chăm sóc bà chẳng khác gì con gái ruột. Bà cảm thấy bản thân phải may mắn biết nhường nào mới có thể nhận được bó hoa đẹp đến như vậy. Bà lão luôn nhớ bố mẹ của mình ra diết. Cuối cùng tới hôm nay bà cũng có thể đi theo bố mẹ mình. Bà cũng tự hỏi liệu bố mẹ bà có còn nhận ra cô con gái này không. Giờ đây bà đã là một bà lão với mái tóc bạc phơ cùng vô số nếp nhăn trên mặt. Sau khi tang lễ kết thúc, con dâu của người đã khuất không ngừng ca ngợi những cống hiến của Jong Ju và công việc cô đang làm. Cô cũng không quên cảm ơn Jong Ju rất nhiều. Khi nhắc tới chuyện cảm động, cô con dâu bỗng rơi nước mắt. Jong Ju thấy vậy liền tặng cho cô bó hoa cúc vàng còn sót lại. Cô con dâu được tặng hoa cúc cũng vô cùng ngạc nhiên. Trên đường quay về văn phòng làm việc, Jong Ju vô tình va phải cháu trai của người đã khuất. Cô con dâu nhìn thấy cảnh này vội chạy tới bế con trai lên. Sau đó cô vội vàng kiếm cớ để rời đi. Cô vừa lau tay cho con trai vừa dạy cậu bé không nên tiếp xúc với Jong Ju. Cô cảm thấy Jong Ju không được sạch sẽ vì thường xuyên tiếp xúc với xác chết. Khi cậu bé ngây thơ hỏi mẹ rằng xác chết có bẩn hay không, cô con dâu không ngần ngại mà trả lời rằng rất bẩn. Những lời nói khó nghe này lại vô tình bị Jipsa nghe được. Cô con dâu còn hết lần này tới lần khác nhắc nhở con trai mình không được chạm vào tay Jong Ju. Đã vậy, cô còn thẳng tay ném bó hoa Jong Ju tặng vào thùng rác. Jipsa tới đây để giao đồ ăn nhanh cho cô con dâu. Sau khi đưa đồ ăn tận tay cho cô con dâu, Jipsa còn đặt lên trên bó hoa cúc cô vừa thẳng tay ném vào thùng rác. Cậu bé ngây thơ nói mẹ cậu đã vứt bó hoa vào thùng rác vì nó rất bẩn. Cô con dâu nghe vậy lập tức bịt miệng con trai lại. Thế nhưng sau đó cậu bé lại chạy tới chỗ bố mình mách lẻo. Mẹ nói với con rằng bà nội qua đời rồi sẽ thành xác chết, mà xác chết thì rất bẩn. Bố ơi, đây có phải là sự thật không ạ? Những người tới dự đám tang nghe được bắt đầu bàn tán xôn xao về chuyện này. Cô con dâu thấy chuyện đã đi quá xa vội vàng chạy tới giải thích. Jong Ju đứng một bên đã nghe thấy hết. Jipsa nắm tay Jong Ju kéo cô đi ra ngoài. Jipsa vốn muốn an ủi Jong Ju nhưng lúc này cô chỉ muốn ở một mình. Jong Ju ngồi bơ vơ trên bậc thềm suy nghĩ mông lung. Hóa ra ngay từ khi Jong Ju giới thiệu các dịch vụ tang lễ cho tới khi cô con dâu mời cô ăn tối cùng gia đình, kể cả khi Jong Ju chu đáo tặng cô con dâu một bó hoa nhỏ, cô con dâu của người đã khuất vẫn luôn tỏ ra né tránh, kỳ thị Jong Ju, nói cô con dâu là đồ hai mặt, quả không hoa một chút nào. Mãi cho tới khi tan làm, Jipsa vẫn đứng bên ngoài đợi Jong Ju. Jipsa muốn đưa Jong Ju về nhà. Không biết có phải vì tính chất công việc của mình không mà Jong Ju vẫn có chút bẽn lẽn. Ban đầu Jong Ju chỉ dám nắm chặt áo của Jipsa. Thế nhưng Jipsa lại cầm lấy tay Jong Ju nhắc cô phải ôm thật chặt nếu không muốn bị ngã. Suốt cả một quãng đường dài hai người không ai nói với ai câu nào. Trong vô thức Jong Ju ôm Jipsa chặt hơn một chút. Khi hai người về tới dưới tòa nhà, Jipsa khen Jong Ju có một đôi bàn tay rất đẹp. Jipsa cảm thấy Jong Ju là một người con gái rất giỏi, rất nghị lực. Hai tay Jong Ju bất giác nắm chặt. Hóa ra cuộc đời này vẫn còn nhiều người ấm áp đến như vậy. Sau đó Jipsa còn mời Jong Ju đi ăn tối. Jipsa thật sự không thể hiểu nổi vì sao Jong Ju lại để yên cho người khác bắt nạt mình như vậy. Vì sao Jong Ju lại chọn cách ngồi một góc tự trách chính mình thay vì mắng người phụ nữ kia một trận. Thế nhưng mắng người khác có giúp cuộc đời của chúng ta thay đổi không? Đương nhiên là không rồi. Thế nhưng đôi bàn tay bị chê là dơ bẩn của Jong Ju đã giúp tài xế gặp lại đứa con trai thất lạc đã lâu của mình. Đôi bàn tay đó đã giúp người vợ mất chồng tìm lại số tiền siêu to khổng lồ. Đôi bàn tay đó đã gián tiếp cứu anh chồng của thai phụ xấu số kia một mạng. Đây chính là ý nghĩa lớn lao mà một nhân viên phục vụ tại nhà tang lễ mang lại cho đời. Thế nhưng cũng chính vì lý do này mà Jong Ju luôn canh cánh trong lòng. Bởi vì không có ai để chút bầu tâm sự cho nên Jong Ju luôn phải tự gặm nhấm nỗi buồn. Jipsa nghĩ chắc hẳn Jong Ju đã và đang rất khó chịu vì chuyện đó. Sau khi uống say bí tỉ, Jipsa lại phải cõng Jong Ju về tận nhà. Mối quan hệ giữa hai người dường như đã thân thiết hơn xưa một chút. Tới khi về đến công ty, quản gia 100 won Jong Ju đã ngủ như chết. Jipsa cũng đã quá mệt mỏi sau khi phải cõng Jong Ju cả một quãng đường dài. Cộng thêm với tác dụng của rượu, hai người đều chìm vào giấc ngủ. Suốt cả một đêm hai người không ai nói với ai câu nào, thậm chí cả hai còn không hề nhận ra điều bất thường. Sáng sớm ngày hôm sau, Jong Ju mơ màng thức giấc chợt nhận ra có điều gì đó sai sai. Jipsa bị đánh thức cũng không hiểu chuyện quái quỷ gì đang xảy ra.
chúng ta đã ngủ với nhau rồi sao? Đây quả thật là một chuyện khó có thể chấp nhận được. Khi Jipsa chuẩn bị rời đi, bên ngoài bỗng truyền tới tiếng gõ cửa của Hae-an. Hae-an nghe thấy tiếng hét của Jong-ju cho nên anh đã vội chạy tới đây xem có biến gì không. Jong-ju không dễ dàng gì mới có thể đuổi Hae-an đi. Đúng lúc này Jipsa lại nhận được điện thoại từ chú mình. Có lẽ ngày hôm nay Jipsa không thể bước ra khỏi cánh cửa này. Thế nhưng đã tới giờ Jong-ju phải đi vệ sinh cá nhân để đi làm. Bên trong truyền tới tiếng nước chảy do Jong-ju đang tắm rửa. Bên ngoài lại là tiếng chú Hyang-bok đang không ngừng mắng chửi Jipsa lười biếng. Không lâu sau, Jong-ju từ phòng tắm bước ra phát hiện Jipsa đã biến mất. Ngoài phòng khách còn có một tờ giấy nhắn. Jipsa muốn cổ vũ Jong-ju dù có khó khăn như thế nào cũng không được lùi bước. Tại nhà tang lễ, cô con dâu không ngừng giải thích mong Jong-ju đừng hiểu lầm. Dù sao con trai cô cũng chỉ là một đứa trẻ, chuyện cậu bé ăn nói xà lơ là khó tránh. Cô con dâu còn mặt dày nói rằng cô rất tôn trọng công việc cao quý của Jong-ju. Cô mong rằng sau này sẽ có cơ hội gặp lại Jong-ju. Ai mà có rẻ, Jong-ju bốp lại rằng tốt nhất hai người không nên gặp lại. Câu nói này chẳng khác gì một cái tát thẳng mặt cô con dâu của người quá cố. Cùng lúc đó, Jipsa cũng đã nhận được tin nhắn phản hồi của Jong-ju. Cho dù chú Hyang-bok có mắng chửi như thế nào, Jipsa vẫn giữ trên môi nụ cười tỏa nắng như ánh mặt trời. Bên này, sau khi nhìn thấy thông báo biến động số dư trên điện thoại, đội trưởng suy nghĩ cái gì đó rồi vội vàng đi ra ngoài. Ngày hôm đó, cậu Jong-ju cũng tới nhà tang lễ thăm cô cháu gái. Thế nhưng đúng lúc này, Jong-ju bỗng nhận được một cuộc điện thoại từ phía ông Baek. Ông Baek muốn nơi Jong-ju đang học tập để thăm con gái một chút. Jong-ju lo lắng gọi điện cầu cứu Jipsa. Cô nhờ anh giúp mình mang quần áo và sách vở tới nơi ôn thi công chức. Thế nhưng khi Jong-ju chạy đến nơi, ông Baek đã đứng dưới chờ con gái từ lâu. May mà lúc này Jipsa đã kịp thời mang quần áo sách vở đến. Hai người sợ hãi chạy vội tới nhà vệ sinh nữ. Sau khi Jong-ju thay quần áo thường ngày, hai người vô tình gặp phải ông Baek. Jipsa giải thích anh và Jong-ju là bạn cùng lớp. Đó cũng chính là lý do vì sao Jipsa có mặt ở đây. Jong-ju thắc mắc vì sao Jipsa và bố cô lại có vẻ thân thiết như vậy. Jipsa giải thích anh và ông Baek mới chỉ gặp nhau một lần đã có ấn tượng tới mức không thể nào quên. Lần đầu tiên ông Baek và Jipsa gặp nhau là tại nghĩa trang. Vốn nghĩ bầu không khí xấu hổ này sẽ rất khó hóa giải. Ai ngờ đúng lúc này điện thoại Jong-ju bỗng reo vang từng hồi. Người gọi đến lại chính là đội trưởng. Jipsa nhanh mồm nhanh miệng giải thích rằng đó chỉ là số của bọn lừa đảo. Anh còn lấy điện thoại của mình ra để tạo niềm tin với ông Baek. Còn chưa dứt lời, chuông điện thoại của ông Baek cũng reo vang. Người gọi đến là đội trưởng đội bảo an tòa nhà. Jipsa nhanh chóng nắm bắt thời cơ nói đó cũng chỉ là một cuộc gọi của bọn lừa đảo. Jipsa lại cứu ông Baek một bàn thua trông thấy. Để tạo niềm tin, Jipsa còn nói trước đây anh từng bị rất nhiều cuộc gọi như vậy quấy nhiễu. Nói chung là bữa ăn này nhìn thì bình thường nhưng lại đầy rẫy những nguy hiểm. Ông Baek cũng rất hài lòng với màn biểu diễn xuất sắc khi nãy của Jong-ju. Đêm đó, Jong-ju và Jipsa ngồi trên xe bus quay về thành phố. Jipsa tò mò hỏi Jong-ju lý do cô chọn làm việc tại nhà tang lễ. Jong-ju thẳng thắn nói các công việc khác tuy ít vất vả hơn nhưng lại yêu cầu rất nhiều bằng cấp. Thế nhưng Jong-ju ngay cả bằng lái xe cũng không có. Làm việc tại nhà tang lễ không những không yêu cầu bằng cấp mà phúc lợi được hưởng cũng rất tốt. Làm việc tại đây, Jong-ju vừa được làm việc cả ngày vừa không phải lo lắng về vấn đề nghỉ hưu non. Jong-ju cũng rất hài lòng với công việc bản thân đã chọn. Jong-ju cũng thắc mắc vì sao Jipsa chịu đi làm chân sai vặt cho người khác. Jipsa dường như vẫn còn tâm sự gì đó khó có thể nói bằng lời. Trời đột nhiên đổ cơn mưa. Cơn mưa lớn khiến Jong-ju bỗng cảm thấy hoài niệm chuyện xưa. Mỗi lúc như vậy, Jong-ju đều nhớ về tuổi thơ của mình. Ngày nhỏ, mỗi khi trời mưa, các bạn học khác đều được mẹ cầm ô tới đón về. Khi đó, ông Baek cũng vì cuộc sống mưu sinh mà tất bật với con quay trong xưởng may. Khi đó, Jong-ju chỉ biết cầu nguyện mẹ trên thiên đường phù hộ độ trì cho cô. Jong-ju đứng ở đó cầu mong cho mưa mau mau ngừng rơi. Có những lúc lời cầu nguyện của Jong-ju rất có hiệu quả. Chỉ một lát sau, mưa đã ngừng rơi. Đương nhiên cũng có những lúc lời cầu nguyện của Jong-ju không thành hiện thực. Khi đó chỉ có bà Sô ra thay mẹ mang ô tới đón Jong-ju. Bà chậm rãi cầm ô tới cho Jong-ju, còn cẩn thận lau nước mưa rơi trên trán cô. Sau đó cả ba cùng nhau vui vẻ về nhà. Hiện bà đã mắc chứng Alzheimer. Sô ra nghe đồn rằng việc may vá có thể cải thiện tình trạng bệnh cũng về nhà thuyết phục bà theo thùa may vá. Thế nhưng bà nội còn không thể nhận ra Sô ra. Bà cũng không nhớ mình đã may quần áo cho Jong-ju. Đương nhiên bà cũng không thể nhớ chuyện bà từng đưa đón hai cô cháu gái đi học. Thậm chí bà còn có đôi lúc nói năng loạn xạ. Sô ra nghe mà không thể hiểu nổi bà nội đang muốn nói cái gì. Bà thường khen Sô ra rất xinh đẹp, rất giống với cháu gái của bà. Bà còn nói nhìn Sô ra rất quen mắt. Sô ra tức cái mình lấy lại kim chỉ từ tay bà nội. Xem ra việc thêu thùa may vá chẳng có tác dụng gì với bà cả. Cứ như vậy, hai bà cháu ngồi dựa vào nhau suốt một buổi tối. Bên này Jipsa đã đi mua một chiếc ô. Hôm nay Jipsa muốn thay bà đi đón Jong-ju. Sau đó cả hai vui vẻ cùng nhau quay về công ty quản gia 100 won. Hae-an có vẻ cũng không thích những ngày trời đổ cơn mưa cho lắm. Jipsa đứng nhìn ra bên ngoài qua khung cửa sổ cũng có vẻ đăm chiêu suy nghĩ. Sáng sớm ngày hôm sau, Jong-ju vừa khóc nức nở vừa hớt hải chạy ra bên ngoài. Jipsa vội kéo tay Jong-ju lại hỏi rõ tình hình. Hóa ra đêm hôm qua bà của Soja đã đột ngột qua đời. Dọc đường đi, Jong-ju không thể ngừng khóc. Những giọt nước mắt cứ như vậy lan dài trên má cô. Tới nhà tang lễ, Jong-ju hớt hải chạy vào bên trong bỏ mặc Jipsa. Đúng lúc này, một nữ bác sĩ của bệnh viện vô tình nhìn thấy bóng dáng Jipsa. Vào một đêm mưa cách đây vài tháng, Jipsa không biết vì chuyện gì mà đã nói lời chia tay với cô bác sĩ. Jipsa cảm thấy chán ghét bản thân. Anh cảm thấy bản thân không môn đăng hậu đối với cô bác sĩ.
Khi đó Jipsa chỉ cảm thấy mọi thứ xung quanh anh thật tệ. Bên này nhìn vào di ảnh của người bà mà mình yêu quý Jong Ju như muốn phát điên. Các con của bà cũng không thể ngờ người tiễn đưa bà đi nốt chặng đường cuối cùng lại là Jong Ju. Đội trưởng an ủi Jong Ju phải mạnh mẽ để làm điểm tựa cho Soja. Tới tận bây giờ điều Soja tiếc nuối nhất là cô chỉ muốn biết bà có nhớ mình là ai không mà không để tâm tới những chuyện khác. Thế nhưng đối với những người mắc bệnh Alzheimer mà nói ngày hôm trước luôn là những ngày trống rỗng, tất cả những gì họ có thể nhớ chỉ là những chuyện xảy ra trong ngày. Soja chỉ muốn nhắc đi nhắc lại để bà nội không quên cô cháu gái này. Mỗi lần như vậy bà nội đều rất cố gắng nghĩ xem cô gái đang ngồi trước mặt bà là ai. Soja cố chấp hỏi đi hỏi lại, cho tới cuối cùng chờ đợi cô chỉ là sự thất vọng tràn trề. Bây giờ Soja mới nhận ra việc bà nội có còn nhớ mình là ai không không quan trọng đến như vậy. Bà thậm chí còn quên mất cậu con trai bà yêu thương nhất thì Soja có là gì. Đáng lẽ ra khi đó Soja nên nói với bà rằng cho dù bà có quên chuyện gì đi chăng nữa thì cũng không quan trọng. Hiện tại Soja cảm thấy vô cùng hối hận khi đã cố chấp như vậy. Jong Ju hỏi Soja có còn chuyện gì muốn làm cho bà nội không. Soja chợt khóc nấc lên nói hôm qua bà đã nhờ cô cắt móng tay thế nhưng cô vẫn chưa kịp cắt giúp bà. Tại phòng trang điểm Jong Ju đã thay Soja cắt móng tay giúp bà. Jong Ju không ngừng cầu xin bà đừng bỏ bọn cô mà đi. Thế nhưng bà lại cho rằng thời gian của bà đã tận. Trên đường rời khỏi nhân thế có thể gặp được Jong Ju là bà đã vui lắm rồi. Bà vô cùng biết ơn Jong Ju vì cô đã tận tình chăm sóc bà suốt thời gian qua. Ngoài ra còn có Soja bé nhỏ của bà. Bà cảm thấy thời gian qua Soja cũng chẳng dễ dàng gì khi phải chăm sóc một bà già đãng trí lẩm cẩm. Nếu sớm biết như vậy bà đã đi chầu Diêm Vương sớm hơn. Như vậy thì con cháu của bà đã không phải chịu khổ. Bà cũng rất muốn nhìn thấy Soja kết hôn trước khi qua đời nhưng không thể. Bà dặn dò Jong Ju rằng bà đã chuẩn bị quà cưới cho Soja nhưng không thể tự tay đưa cho cháu gái. Bà hy vọng khi Soja kết hôn Jong Ju có thể thay bà trao món quà này cho Soja. Nếu bà có thêm thời gian bà nhất định sẽ làm thêm một cái tặng Jong Ju. Jong Ju cũng rất biết ơn bà vì bấy lâu nay bà vẫn luôn yêu thương cô bởi cô không có mẹ. Bà nội hứa với Jong Ju rằng khi bà gặp được mẹ cô bà sẽ nói cho mẹ cô biết Jong Ju bé bỏng đã lớn khôn như thế nào. Bà mong Jong Ju và Soja có thể sớm ngày tìm được ý trung nhân của mình. Tình yêu là một thứ cảm xúc vô cùng tuyệt vời. Mỗi khi chúng ta cảm thấy đau buồn hay mệt mỏi tình yêu sẽ giúp ta chữa lành mọi thứ. Mọi ký ức về tình yêu cũng sẽ đi theo chúng ta đến hết cuộc đời. Jong Ju sớm đã bật khóc không thành tiếng. Sau khi tang lễ kết thúc Jong Ju và Soja ôm nhau bật khóc nức nở. Tối đó khi mọi người đang dọn dẹp bát đũa bác của Soja lại phàn nàn rằng rượu quá ít không đủ uống. Soja khuyên bác về nhà nghỉ ngơi sớm thế nhưng ông không nghe. Đội trưởng thấy vậy liền dỗ ngọt lừa ông bác ra bên ngoài. Thế nhưng ông bác lại muốn động tay động chân với đội trưởng. Đối với loại người như thế này chúng ta phải đối xử với họ theo cách mà họ đối xử với người khác. Đúng lúc này bố con Soja vô tình nhìn thấy cảnh tượng này. Ngày hôm sau khi chôn cất bà nội Jong Ju nhắn nhủ với Soja rằng bà nội đã chuẩn bị cho cô một món quà. Bà nội đã dùng đôi bàn tay thô ráp của mình đích thân may cho Soja một chiếc chăn cưới. Nhìn hoa văn tinh xảo trên chiếc chăn cùng với đường may thẳng thớm ở góc chăn. Lúc này Soja mới hiểu hết ý nghĩa của câu nói nhìn vật nhớ người. Ngày hôm sau Jong Ju và Jipsa tới rạp chiếu phim đúng như đã hẹn với Hae-an. Đột nhiên Hae-an gọi điện báo tin anh có một vụ án cần phải giải quyết gấp nên không thể đến. Chú Hyang-bok cũng nhắn tin báo có việc bận không thể đến. Quả là đồng đội tốt mà. Cuộc hẹn của cả nhà bỗng biến thành buổi hẹn hò riêng tư của đôi chim gì. Trong lúc xem phim Jong Ju và Jipsa vô tình tay chạm tay vì cả hai cùng lấy bỏng ngô. Đây chắc hẳn là hương vị của tình yêu. Thực ra Hae-an không có vụ án gấp nào cần giải quyết hết. Hae-an chỉ muốn trốn trong phòng không muốn ra khỏi cửa. Anh cũng không thể lý giải được lý do vì sao bản thân lại không thích trời mưa. Tới khi chuẩn bị về trời lại đổ cơn mưa. Hai người đứng ẩn tò te trước rạp chiếu phim nhìn màn mưa trắng xóa trước mắt. Kể từ ngày quen biết Jipsa Jong Ju dương như không còn ghét mưa như xưa nữa. Hai người cùng nhau đội mưa chạy về phía công ty quản gia 100 won. Sau khi tắm mưa đã đời cả hai cùng đứng trú mưa dưới mái hiên. Jong Ju nói cho Jipsa biết chuyện cô làm việc ở nhà tang lễ không khiến cô cảm thấy cô đơn. Mãi cho tới khi có người khuyên cô không được chùn bước Jong Ju mới biết cảm giác cô đơn là như thế nào. Tôi tự hỏi đây liệu có phải là một lời tỏ tình của Jong Ju hay không. Đúng lúc này phía sau bỗng có người gọi tên Jipsa. Đây chẳng phải cô bác sĩ tốt bụng Jong Ju đã từng gặp trên đường tới nhà tang lễ hay sao? Chớ trêu thay Jong Ju vừa mới tỏ tình chưa được bao lâu bạn gái cũ của Jipsa đã tìm tới. Jong Ju cũng nhận ra cô bác sĩ cô từng gặp trên cầu vượt. Thấy Jong Ju đứng ở đó Trung Ha cũng bước tới nhiệt tình chào hỏi. Sau đó Trung Ha và Jipsa đi thẳng vào bên trong công ty quản gia 100 won bỏ mặc Jong Ju đứng một mình bên ngoài. Về tới nhà Jong Ju nhìn chú gấu bông yêu thích của mình cũng thấy khó chịu. Bên dưới lầu Trung Ha nhẹ nhàng hỏi Jipsa dạo gần đây sống như thế nào? Cuộc sống của anh kể từ ngày không còn cô có ổn hay không? Kể từ ngày chia tay liệu có giây phút nào Jipsa nhớ đến Trung Ha hay không? Hóa ra trước đây khi Trung Ha và Jipsa còn cùng làm việc tại bệnh viện cả hai cũng từng là một cặp đôi khiến bao người ngưỡng mộ. Thế nhưng không hiểu vì lý do nào đó mà Jipsa bỗng từ bỏ công việc của mình. Khi đó Jipsa cũng dứt khoát nói lời chia tay với Trung Ha. Không biết đã qua lâu nhưng Jipsa vẫn chưa thể buông bỏ gánh nặng trong lòng. Hôm sau mới sáng sớm chú Hyang-bok đã hết hồn chim én khi thấy Jipsa đang nhét đầu vào tủ lạnh. Đây là một trong những cách hạ sốt ngớ ngẩn của Jipsa. Khi Jipsa ra ngoài mua thuốc, anh vô tình bắt gặp một nam thanh niên mặc đồng phục học sinh đang đi mua thuốc. Theo quy định trẻ vị thanh niên người bán hàng không được phép bán thuốc lá cho người dưới 18 tuổi. Tới khi Jipsa quay về công ty quản gia 100 won lại vô tình bắt gặp cha xứ cũng chính là cậu của Jong Ju.
Hóa ra chú Hyang Bok đã mời cha xứ tới cầu nguyện. Hàn Quốc này quả thật quá nhỏ bé mà. Sau khi hoàn thành nghi thức cầu nguyện, cha xứ cũng chuẩn bị rời đi. Trong lúc bẩn cần, cha xứ vô tình làm đổ cốc nước trên bàn. Thấy Jipsa vội vàng lấy giấy ăn lau giúp Jong Ju, cha xứ đã nhìn thấu tâm tình của chàng trai trẻ nhưng không vạch trần. Chú Hyang Bok cao hứng cưỡi con chiến mã đưa cha xứ về. Cha xứ ngồi sau xe chú Hyang Bok thì run như cầy sấy. Khi cha xứ và chú Hyang Bok biến mất cùng tiếng xe gào rú, Jipsa liền mời Jong Ju đi ăn trưa. Thế nhưng trước khi đi ăn, Jipsa muốn Jong Ju đổi mật mã cửa ra vào. Thấy Jong Ju đặt mật mã là 1234, Jipsa liền chê quá dễ đoán. Jong Ju có đổi thành 5678 thì cũng không khá khẩm hơn là bao. Jipsa quyết định giúp Jong Ju đổi sang mật mã 8 chữ số cho nó phức tạp hơn một chút. Ai mà có rẻ, Jong Ju lại đặt mật mã là 1234567 8. Jong Ju tức giận hỏi mật mã cửa nhà Jipsa là gì. Jipsa không ngần ngại mà đáp rằng đó là ngày sinh nhật của anh. Dưới sự giám sát của Jipsa, cuối cùng Jong Ju cũng đã đổi được mật mã. Trong lúc nói chuyện, Jong Ju tranh thủ hỏi Trung Ha có phải là mối tình đầu của Jipsa hay không. Jipsa cũng không hề phủ nhận sự thật này. Quả nhiên đàn ông con trai ai ai cũng có tình đầu khó quên. Đúng lúc này Jipsa bỗng nhận được tin nhắn của ông Baek. Ông muốn hẹn Jipsa ra ngoài gặp mặt nói chuyện. Thế nhưng Jipsa vẫn muốn ăn trưa cùng Jong Ju. Jipsa không hề nhận ra Jong Ju đang canh cánh trong lòng về mối tình đầu của anh. Hóa ra ông Baek muốn gặp Jipsa để tặng anh một chiếc túi do chính tay ông làm. Món quà nhỏ này thay cho lời cảm ơn tới Jipsa vì anh đã giúp ông giấu giếm chuyện ông đang làm bảo vệ. Mặt khác, ông Baek muốn nhờ Jipsa chăm sóc Jong Ju giúp ông. Ông cũng không quên nhờ Jipsa để mắt tới Jong Ju để cô không tới nhà tang lễ làm việc nữa. Trong lúc đó, Jong Ju đang tỉ mẩn trang điểm để đến điểm hẹn với Jipsa. Thế nhưng khi nghĩ tới mối tình đầu của Jipsa, Jong Ju lại lau đi lớp son mới đánh. Thật ra Trung Ha cũng là một cô gái vô cùng đáng thương. Từ nhỏ tới lớn, Trung Ha lớn lên trong một gia đình không đầy đủ bố mẹ. Mặc dù mẹ Trung Ha là một bác sĩ, thế nhưng số lượng cha dượng của Trung Ha thì ngồi một ngày cũng không thể kể hết. Hôm nay bà gọi Trung Ha tới văn phòng là vì muốn giới thiệu cho con gái một anh bạn trai khá ra gì và này nọ. Thế nhưng từ trước tới nay Trung Ha chưa một lần nào ưng ý với những đối tượng mẹ chọn. Bởi lẽ tiêu chuẩn của mẹ Trung Ha chỉ là gia đình giàu có và không đánh phụ nữ, còn những cái khác bà không quan tâm. Suy cho cùng, những người mẹ Trung Ha đều thuộc tuýp người công tử bột điển hình. Mẹ Trung Ha đoán rằng con gái vẫn chưa thể quên người yêu cũ. Bà khuyên Trung Ha nên tìm một người tốt hơn Jipsa càng sớm càng tốt. Thế nhưng bà không hề hay biết rằng trong lòng Trung Ha không một ai có thể vượt qua Jipsa. Khi Trung Ha cảm thấy bế tắc, khi Trung Ha cần tình yêu thương, chỉ có Jipsa luôn luôn ở bên cô. Jipsa là tất cả những gì Trung Ha từng có, cũng là tất cả những gì cô cần. Vừa mới ra khỏi cửa bệnh viện, Trung Ha đã nhấc máy alo cho Jipsa. Lúc này Jipsa vừa bước chân ra khỏi cửa hàng của ông Baek. Mặc dù Jipsa biết Trung Ha gọi mình nhưng anh không bắt máy. Ngay sau đó có một vị khách đặt đơn qua công ty quản gia 100 won muốn Jipsa dùng bữa cùng mình. Bên này Jong Ju đang đi mua thuốc cho Jipsa thì nhận được điện thoại từ anh. Jipsa báo anh đột nhiên có việc gấp nên không thể tới nơi đã hẹn. Khi Jong Ju lững thững quay về phòng thì vô tình bắt gặp Jipsa bước vào một nhà hàng. Điều đáng nói là người đang ngồi đợi Jipsa lại là Trung Ha, bạn gái cũ của anh. Hóa ra Trung Ha chính là vị khách đã đặt đơn để Jipsa ăn trưa cùng mình. Trung Ha làm như vậy vì muốn kể lể với Jipsa chuyện mẹ cô bắt cô đi xem mắt. Ngoài Jipsa ra, Trung Ha không biết phải tâm sự với ai. Thấy Jipsa quay người bỏ đi, Trung Ha liền thắc mắc lẽ nào anh không thể an ủi cô một chút hay sao. Chỉ cần đi thoáng qua cũng đã thấy mùi trà xanh tỏa ra từ phía Trung Ha. Jipsa cũng không thích cách cư xử của Trung Ha như hiện tại. Trên đường về, Jong Ju nhận được tin nhắn của Hae-an. Hae-an muốn hẹn Jong Ju cùng anh đi ăn trưa. Cùng lúc đó, đội trưởng cũng nhận được tin nhắn của người phụ nữ vài ngày trước đã bế con tới tìm anh. Hiện bác sĩ đã chẩn đoán con cô bị mắc bệnh tim. Không những vậy, gan phổi và thận của cậu bé cũng không được bình thường. Cách duy nhất để có thể cứu sống cậu bé là tiến hành phẫu thuật cấy ghép. Thế nhưng hiện tại việc tìm được người hiến tặng cho con trai cô còn khó hơn lên trời. Người phụ nữ này cũng khá là mê tín. Cô muốn vay thêm 5 triệu won để mời thầy cúng về cúng bái cho con trai mình khỏi bệnh. Thế nhưng đội trưởng có gọi đến cháy máy thì đầu dây bên kia cũng không có ai trả lời. Đội trưởng vừa quay đầu lại đã bắt gặp Soja. Thật ra sau tang lễ của bà nội, Soja đã có ấn tượng sâu sắc với đội trưởng. Soja lo lắng đội trưởng ăn uống không đủ chất cho nên đã nấu một nồi canh xương bò lớn, sau đó đích thân mang tới nhà tang lễ cho anh. Hae-an và Jong Ju đang ngồi trong cửa hàng tiện lợi thì vô tình nhìn thấy cậu học sinh hay bắt nạt bạn bè. Tại Hàn Quốc, trẻ em dưới tuổi vị thanh niên không được phép mua bán và sử dụng thuốc lá. Chính vì vậy, nam thanh niên này đã đặt đơn nhờ Jipsa mua thuốc giúp mình. Hae-an thấy thế liền chạy ra xem xét tình hình. Lúc này cơn tức trong lòng Jong Ju vẫn chưa nguôi ngoai. Thấy vậy, Jong Ju liền xin phép rời đi trước. Vì sự an nguy của Jong Ju, Hae-an đã nhờ Jipsa chở cô về. Bản thân Hae-an sẽ ở lại xử lý ông cãnh con này. Trên đường về, Jipsa than vãn rằng anh vẫn chưa có cái gì bỏ vào bụng. Thế nhưng Jong Ju lại cho rằng lời Jipsa nói chỉ toàn là dối trá. Mới đi được nửa đường, Jong Ju đã đòi xuống xe. Suốt cả buổi chiều hôm đó, Jong Ju không thể tập trung làm việc. Đã sắp tới giờ làm lễ khâm niệm cho bà cụ nhưng cháu trai của bà vẫn chưa xuất hiện. Không sai, cháu trai của bà chính là cậu nam sinh thuê Jipsa mua thuốc lá. Sau khi biết tin bà của cậu nhóc đã qua đời, Hae-an đích thân đưa ông nhãi này tới nhà tang lễ. Thế nhưng khi được đưa tới nhà tang lễ, cậu bé lại quay người bỏ đi. Tại phòng trang điểm, bà lão đã nói cho Jong Ju nghe tâm nguyện cuối cùng của mình. Bà muốn đổi di ảnh hiện tại thành một bức ảnh khác bởi vì bức ảnh hiện tại không được đẹp như những gì bà mong muốn. Thế nhưng khi Jong Ju nói ra tâm nguyện này, con trai trưởng của bà nhất quyết không đồng ý.
Đúng lúc này cháu trai bà bỗng xuất hiện cầu xin bác đổi di ảnh của bà thành một bức ảnh khác, nhưng nhà của bà lão nằm tại một vùng nông thôn cách đây rất xa. Đội trưởng lo lắng Jong Ju đi một mình sẽ gặp nguy hiểm. Chính vì vậy anh đã thuê Jeep xa của công ty quản gia 100 won tới đi cùng Jong Ju. Trùng hợp thay Trung Ha lại vô tình bắt gặp Jong Ju bước lên xe của Jeep xa. Tình thế đảo ngược, Trung Ha bắt đầu nghi ngờ mối quan hệ của Jong Ju và Jeep xa. Vừa lên xe, Jong Ju đã thắc mắc vì sao người tới đón cô lại là Jeep xa chứ không phải chú Hyang Bok. Nguyên nhân rất đơn giản. Chú Hyang Bok bị quáng gà không thể lái xe khi trời tối, vì vậy Jeep xa phải đi thay chú. Trên đường đi, Jeep xa cố gắng bắt chuyện với Jong Ju để xua tan bầu không khí căng thẳng hiện tại. Thế nhưng Jong Ju lại nhắc tới chuyện Jeep xa đi ăn cùng Trung Ha khi sáng. Jeep xa giải thích rằng anh bắt buộc phải gặp Trung Ha vì lý do công việc. Không những vậy, từ trưa tới giờ Jeep xa còn chưa được ăn cái gì. Jeep xa khẳng định bản thân không hề lừa dối Jong Ju. Ngoài việc nói dối rằng chú Hyang Bok bị quáng gà, Jeep xa chưa bao giờ lừa dối Jong Ju. Khi nghe tin đội trưởng đặt đơn hàng, Jeep xa đã vội vàng phóng xe tới nhà tang lễ. Nói trắng ra thì Jeep xa tới đây cũng chỉ vì quan tâm Jong Ju. Jong Ju nghe vậy tâm tình cũng tốt hơn rất nhiều. Sau khi cả hai tới nhà bà lão, Jeep xa không ngừng lục lọi tìm kiếm thứ gì đó. Cuối cùng Jeep xa cũng tìm thấy một bao thuốc lá trong ngăn kéo tủ. Hóa ra sau khi nghe tin bà nội còn sống chẳng được bao lâu, cậu nhóc kia đã nhờ Jeep xa mua thuốc lá để gửi cho bà. Khi cậu nhóc còn nhỏ, cậu luôn tỏ ra khó chịu bởi mùi thuốc lá vương vấn quanh bà nội. Kể từ ngày đó, bà nội không bao giờ động vào thuốc lá. Cũng chính vì vậy mà cậu nhóc luôn cảm thấy có lỗi với bà. Ngồi trước linh cữu của bà nội, cậu nhóc khóc hết nước mắt. Về phần bức ảnh được chọn làm di ảnh mới, bà lão cho rằng bức ảnh xinh đẹp nhất của bà là bức ảnh bà chụp cùng cháu trai. Sau khi giúp bà lão hoàn thành tâm nguyện cuối cùng, con số trên chuông gió cũng trở thành con số 9. Bà lão hy vọng đứa cháu trai yêu quý của mình nhất định phải có một cuộc sống hạnh phúc. Trên đường đi, Jong Ju không ngừng nhắc nhở Jeep xa lái xe phải chú ý an toàn. Jeep xa khẳng định kỹ năng lái xe của anh phải nói là tuyệt cả là vời. Không bao lâu sau, hiện thực đã vả bom bốp vào mặt Jeep xa. Bánh xe đã bị mắc kẹt vào một cái hố nào đó. Bất luận Jeep xa có đánh lái như thế nào cũng chỉ là uổng công vô ích. Khi Jeep xa chuẩn bị bước xuống xe kiểm tra tình hình, chiếc xe bỗng lật sang một bên. Jeep xa khó khăn lắm mới có thể quay về chỗ ngồi của mình. Hiện giờ chiếc xe chắc chắn không thể di chuyển được. Jeep xa muốn tháo dây an toàn để nhảy ra ngoài. Thế nhưng Jeep xa vừa tháo chốt an toàn đã rơi thẳng vào người Jong Ju. Jong Ju sợ hãi hét lớn kêu cứu. Sau một hồi vật lộn vất vả, cuối cùng hai người cũng thành công thoát ra ngoài. Thế nhưng nơi cả hai gặp nạn quá xa, hơn nữa hiện giờ cũng đã quá nửa đêm. Phải tới sáng mai đội cứu hộ mới có thể tới giải cứu hai người. Nhìn Jong Ju bước đi khập khiễng, trong lòng Jeep xa bỗng cảm thấy tội lỗi vô cùng. Sau khi nhận được sự đồng ý của người đã khuất, hai người quyết định qua đêm tại nhà bà lão. Mọi thứ diễn ra cứ như duyên phận đã định trước. Lúc này Jong Ju mới bắt đầu bật chế độ phàn nàn. Tôi đã nói rồi, ở đây tối đen như mực, anh phải lái xe cẩn thận mà anh không có nghe tôi. Cú ngã vừa rồi khiến tôi sợ tái xanh mặt mày. Không những vậy, chân tôi hiện giờ cũng đang rất đau. Nghe vậy, Jeep xa liền cõng Jong Ju trên lưng đi về phía nhà bà lão. Thực ra Jong Ju đã sớm quen với việc bản thân bị chấn thương chân. Đây cũng chính là lý do vì sao Jong Ju rời khỏi đội bóng bàn. Jeep xa cẩn thận dặn dò Jong Ju, dây thần kinh lân cận của cô đã thoái hóa, chính vì vậy vết thương có thể tái phát bất cứ lúc nào. Jeep xa nhắc nhở Jong Ju phải nghỉ ngơi ít nhất là 2 tuần để vết thương lành lặn. Không những vậy, Jong Ju còn phải chườm đá lên vết thương để không bị sưng tấy. Jong Ju cảm thấy Jeep xa dặn dò chẳng khác gì bác sĩ của cô. Mãi tới tận ngày hôm nay, Jong Ju mới biết Jeep xa và Trung Ha quen biết nhau vì từng học cùng tại trường y. Nói cách khác, Jeep xa là bác sĩ thật sự. Thế nhưng tất cả chỉ là hai chữ đã từng. Hiện tại Jeep xa đã ra khỏi ngành, không còn là bác sĩ nữa. Nhìn bộ dạng khó xử của Jeep xa, Jong Ju nghĩ anh không muốn nhắc đến chuyện này. Thế nhưng Jong Ju vẫn còn rất nghi ngờ nhân sinh về việc Jeep SAB là bác sĩ. Bác sĩ kiểu gì mà khi sốt lại nhét đầu vào tủ lạnh cơ chứ? Nhắc đến chuyện này, Jeep xa lại cảm thấy xấu hổ không hề nhẹ. Sau đó Jong Ju đưa Jeep xa một hộp đồ ăn nhanh rồi ép anh uống thuốc cho mau khỏi. Jong Ju còn tận tình trải giường trải chiếu cho Jeep xa ngủ. Jong Ju làm như vậy cũng chỉ vì Jeep xa đang bị bệnh. Hơn nữa ngày mai Jeep xa còn phải lái xe suốt một chặng đường dài. Bên kia Trung Ha đang gọi điện thoại cho chú Hyang Bok. Chú Hyang Bok cũng xác nhận rằng Jeep xa chính là người đưa đón Jong Ju. Trước khi chìm vào giấc ngủ, Jong Ju quay sang an ủi Jeep xa. Thật ra kể từ khi 10 tuổi, Jong Ju đã tham gia vào đội tuyển bóng bàn quốc gia. Sau này vì lý do khó nói mà Jong Ju đã phải rời khỏi đội tuyển. Chính vì vậy Jong Ju hoàn toàn có thể hiểu được cảm giác khó chịu của Jeep xa khi nhắc tới công việc bác sĩ trong quá khứ. Mặc dù Jeep xa không muốn nhắc tới chuyện này, thế nhưng Jeep xa có một thói quen xấu là sẽ kể hết những khó khăn vất vả cho người con gái anh tin tưởng. Sau đó Jeep xa sẽ bắt đầu dựa dẫm vào người con gái đó. Jeep xa rất lo sợ chuyện đó sẽ xảy ra, anh lo sợ bản thân sẽ dựa dẫm vào Jong Ju. Sáng sớm ngày hôm sau, Jeep xa mang xe đi sửa. Bệnh tình của Jeep xa đã thuyên giảm đi rất nhiều. Chấn thương ở chân của Jong Ju cũng không còn là vấn đề nghiêm trọng. Hai người quyết định lái xe quay về Seoul. Tối đó khi ba cô gái tập trung tại câu lạc bộ, Soja cười như đời ơi ăn phải bà khi nhắc tới người trong mộng của mình. Soja khẳng định con người ta chỉ quan tâm lo lắng cho người khác khi và chỉ khi bản thân đã thích người kia. Jong Ju chợt nhớ lại cảm giác khó chịu khi cô gặp bạn gái cũ của Jeep xa, hay cảm giác lo lắng khi Jeep xa bị ốm. Mỗi khi ngồi sau xe Jeep xa, cô cũng cảm thấy con tim dạo rực. Lẽ nào Jong Ju thật sự đã đem lòng yêu mến Jeep xa? Sau đó Jong Ju lấy hết dũng khí đi tới trước cửa công ty quản gia 100 won.
Khi Jong Ju chuẩn bị nói chuyện này với Jim Sa thì lại có biến xảy ra. Đúng lúc này Trung Ha bỗng từ đâu xuất hiện. Vừa mới vào cửa, Trung Ha đã nói cô muốn đưa ai đó đi chầu Diêm Vương để Jim Sa không còn cảm thấy dần vật bản thân. Rốt cuộc người Trung Ha muốn tiễn đi chầu Diêm Vương là ai? Trong một đêm mưa như chút nước, có một cậu bé cầm ô đi đón anh trai đi làm về. Liệu có ai còn nhớ ngã ba đường nơi Jong Ju đã nhặt được chiếc nhẫn hay không? Tại đây một vụ tai nạn xe hơi bất ngờ xảy ra. Vụ tai nạn này đã thay đổi số phận của cả hai gia đình. Cậu bé bị đánh chính là người đã quấy rầy Jong Ju. Người gặp nạn chính là Jun Ho, vị khách đầu tiên của Jong Ju. Không những vậy, Jun Ho còn là em trai ruột của Jim Ja. Tình cảm giữa hai anh em vốn rất tốt, thế nhưng tai nạn đã cướp đi đứa em trai bé bỏng của Jim Ja. Điều đáng ngạc nhiên hơn là tài xế trong vụ tai nạn xe hơi đó lại chính là bố của Hae-an. Đó cũng là lý do vì sao mỗi khi trời mưa tâm trạng của Hae-an rất nặng nề. Người tài xế này cũng chính là người Trung Ha muốn tiễn đi chầu Diêm Vương. Nghe đến đây, Jong Ju liền đứng bật dậy. Đến lúc này Trung Ha mới nhận ra trong phòng còn có người khác ngoài cô và Jim Ja. Trung Ha còn chưa kịp phản ứng, Jong Ju đã chào hai người rồi rời đi. Trung Ha cũng nhận ra cô chính là vị khách không mời mà đến của Jim Ja. Trung Ha không hiểu vì sao Jim Ja cứ mãi sống trong dần vật đau khổ như vậy. Chính chuyện này cũng đã gián tiếp ảnh hưởng tới mối quan hệ của Jim Ja và Trung Ha. Có lẽ hiện giờ người tài xế kia vẫn đang trong trạng thái hôn mê sâu. Trung Ha cho rằng chỉ khi người tài xế kia ra đi mãi mãi thì Jim Ja mới vực dậy được. Thế nhưng mọi chuyện đều đã đâu vào đó cả rồi. Chuyện đã xảy ra thì có cố gắng như thế nào cũng không thể thay đổi kết quả. Trước khi rời khỏi công ty quản gia 100 won, Trung Ha đã khóc rất nhiều. Sáng sớm ngày hôm sau, Jong Ju đang chuẩn bị ra ngoài đi chạy bộ thì bắt gặp Jim Ja. Không cần nói cũng biết lần gặp mặt này khó xử như thế nào. Thật ra So Ja là một người có thể nhìn thấu sự đời. So Ja cho rằng đại đa số các bạn nữ khi có người trong mộng đều sẵn sàng từ bỏ món ăn mình yêu thích. Họ cũng sẽ chăm chỉ tập thể dục để bản thân trở nên hoàn hảo hơn. Không những vậy, họ cũng sẽ sẵn sàng làm tất cả mọi chuyện vì người mình yêu. Jong Ju nghe xong liền nghĩ tới Trung Ha, bạn gái cũ của Jim Ja. Em sẽ tiễn người đàn ông đó đi chầu trời. Lẽ nào Trung Ha thật sự dám làm chuyện dại dột như vậy chỉ vì người mình yêu hay sao? So Ja cho rằng Trung Ha sẽ không dám làm như vậy. Căng lắm là sẵn sàng chết vì nhau chứ ai mà dám tiễn người khác về nơi chín suối. Hơn nữa không phải ai cũng sẵn sàng làm mọi thứ vì người mình yêu. Bên này chú Hyang bốc thấy Jim Ja rảnh rỗi sinh nông nỗi liền rủ anh tới nhà thờ cầu nguyện. Cùng lúc này Jong Ju cũng tới nhà thờ xin lời khuyên của cậu mình. Jong Ju thắc mắc tình đầu có thật sự là tình để nhớ hay không. Đối với cha xứ mà nói, trái tim anh từ lâu đã trao cho Chúa. Chính vì vậy hồi ức về mối tình đầu không thể nào khiến con tim ông rung động. Thế nhưng cha xứ cũng rất muốn biết mối tình đầu mà Jong Ju nhắc tới là ai. Thái độ khẩn thiết của Jong Ju lúc này chẳng khác nào một đứa trẻ. Jong Ju vốn định rời đi ngay lập tức. Thế nhưng khi nghe cha xứ nói trưa nay bếp ăn của nhà thờ có món thịt heo xào cay, Jong Ju lập tức thay đổi quyết định. Lúc này Jim Sa và chú Hyang Bok cũng đang dùng bữa tại bếp ăn của nhà thờ. Sau khi ăn uống no say, bốn người tình cờ bắt gặp một đám trẻ đang nô đùa trong nhà thờ. Đúng lúc đó có một cô phụ huynh mang kem tới cho lũ nhóc thưởng thức. Trong số đó có một cậu bé vô cùng nhút nhát, lúc nào cũng cảm thấy mặc cảm tự ti. Nhìn thấy cậu bé, Jong Ju lại nhớ tới bản thân khi còn bé. Khi còn ở đội tuyển bóng bàn, Jong Ju cũng từng ở trong hoàn cảnh như vậy. Jong Ju vô cùng ghen tị với bạn bè trong đội tuyển bởi ai ai cũng có tình yêu thương của mẹ. Mỗi lúc như vậy Jong Ju chỉ có So Ja ở bên. Jim Sa nhìn đám trẻ cũng nhớ cậu em trai đáng thương của mình. Trước khi tai nạn xe hơi xảy ra, Jim Sa và Jun Ho đã hứa sẽ cùng nhau ngắm bầu trời sao vào buổi đêm. Giờ đây Jim Sa đã không còn khả năng thực hiện lời hứa với em trai mình. Tại nhà thờ, So Ja sẵn sàng đánh phủ đầu một ông chú chỉ vì ông chú này dám lớn tiếng với anh đội trưởng. So Ja còn để lại số điện thoại của mình để ông chú muốn kiện lúc nào thì kiện. Hóa ra đội trưởng đã tới tìm bạn gái cũ. Thế nhưng cô đã tiêu hết số tiền đội trưởng đưa cô để chữa bệnh cho con. Đương nhiên cô cũng đã tiêu hết tiền trong thẻ tín dụng. Khi đội trưởng biết chuyện này, anh liền khuyên người yêu cũ nên nói cho bố đứa trẻ biết chuyện để cùng nhau xử lý. Thế nhưng người phụ nữ này biết cho dù cô có nói với bố của đứa trẻ thì hắn ta cũng không thèm quan tâm. Đội trưởng nghe mà tức cái mình liền xin số điện thoại của bố đứa trẻ. Đúng lúc này bố của người phụ nữ đột nhiên xuất hiện. Ông trách con gái rằng cháu ông thì đang ôm đau bệnh tật mà cô còn tới tìm nhân viên của nhà tang lễ. Thậm chí ông còn mắng đội trưởng có gian tình với con gái ông. Cũng chính vì đội trưởng là nhân viên của nhà tang lễ, cũng chính vì con gái ông tới gặp đội trưởng mà gia đình ông mới gặp xui xẻo, cháu trai ông mới bị bệnh nặng. Đây cũng chính là lý do vì sao So Ja quyết thay trời hành đạo. Mạnh miệng là vậy nhưng sau khi đi khỏi, So Ja sợ muốn thoát tim. Thế nhưng điều So Ja quan tâm nhất hiện tại là đội trưởng đã kết hôn hay chưa. Sau khi Jong Ju xác nhận rằng đội trưởng vẫn là trai tân, So Ja mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Bên này sau khi trở về từ nhà thờ, Jong Ju liền nhận được tin nhắn từ đội trưởng. Vì nhà tang lễ có việc gấp cho nên Jong Ju phải xuống xe giữa đường. Trên đường về nhà tang lễ, Jong Ju vô tình gặp mặt Trung Ha. Trung Ha thấy Jong Ju liền vội vàng đuổi theo. Sau khi nói cho đối phương biết công việc hiện tại của bản thân, hai người mới nhận ra nơi làm việc của cả hai rất gần nhau. Trung Ha còn cố tình nhắc lại đoạn tình cảm sâu đậm giữa cô và Jim Ja. Câu nói này khiến Jong Ju khó chịu suốt cả một ngày trời. Tối đó Jim Ja vô tình gặp ông Bích tại nơi làm việc. Cùng lúc đó Jim Ja cũng nhìn thấy cậu bé nhút nhát anh gặp ở nhà thờ khi sáng. Hóa ra bố của cậu bé đã qua đời cách đây không lâu. Mẹ của cậu bé vì chạy cơm từng bữa mà phải làm việc suốt ngày suốt đêm. Dù sao cũng đang trong thời buổi khó khăn, kiếm tiền thật sự rất vất. Chính vì vậy cậu bé suốt ngày lủi thủi một mình. Trong mắt Jim Sa, anh càng nhìn càng thấy cậu nhóc giống với Jun Ho. Ngày hôm sau, trong khi đọc nhật ký của các bạn nhỏ, cha xứ đã chú ý tới nguyện vọng của cậu nhóc.
Sau đó cha xứ đã gọi cậu nhóc tới sân chơi hỏi xem cậu bé có muốn làm cái gì hay không. Cha xứ sẽ cố gắng hết sức để thực hiện điều ước của cậu nhóc. Ngày hôm đó chú Hyang Bok cũng nhận được điện thoại của cha xứ. Cha xứ muốn nhờ chú Hyang Bok giúp mình tổ chức một buổi dã ngoại. Thế nhưng khi chú Hyang Bok chuẩn bị mọi thứ sẵn sàng, người yêu cũ của chú lại gửi cho chú một tin nhắn. Người yêu cũ muốn gặp chú Hyang Bok ngay lập tức. Không còn cách nào khác, chú Hyang Bok đành phải giao lại nhiệm vụ này cho Jibsa. Khi cha xứ nhận được tin Jibsa sẽ tới thay chú Hyang Bok, ông lập tức gọi điện thoại cho Jong Ju. Ngoài mặt cha xứ lấy lý do là ông lo lắng Jibsa không biết cách chăm sóc trẻ con. Thế nhưng thực chất cha xứ muốn tạo điều kiện để Jibsa và Jong Ju có không gian riêng với nhau. Trên đường đi, Jibsa để ý thấy cậu nhóc muốn đi vệ sinh nhưng lại ngại nói ra. Tới điểm cắm trại, Jong Ju không để cậu nhóc phải động tay động chân vào một việc gì. Thế nhưng cậu nhóc lại không muốn bị đối xử như một đứa trẻ. Cậu muốn giúp đỡ mọi người được chút nào hay chút nấy. Trong khi ba người cùng nhau dựng trại, Jibsa vụng về làm hỏng hết việc này đến việc khác. Nhìn bộ dạng lóng ngóng của Jibsa, không ai có thể đoán được anh thường xuyên chạy việc vặt. Ngược lại, Jong Ju lại cẩn thận hoàn thành mọi thứ một cách có trật tự. Những người cắm trại xung quanh nhìn vào còn tưởng Jong Ju và Jibsa là một cặp vợ chồng trẻ, còn cậu nhóc chính là con trai của hai người. Cậu nhóc nghe vậy liền cho biết Jibsa không phải bố cậu mà là anh trai của cậu. Hai tiếng anh trai của cậu nhóc đã làm tan chảy trái tim của Jibsa. Lâu rồi chưa có ai gọi Jibsa như vậy cả. Tối đó, Jibsa buộc dây vào chiếc răng lung lay của cậu nhóc. Jibsa hứa chỉ cần cậu nhóc đếm từ 1 tới 3 anh sẽ giúp cậu bé nhổ chiếc răng này. Hóa ra trong lúc ba người cùng nhau ăn thịt nướng, Jibsa nhận thấy cậu bé không ăn một miếng thịt nào. Jibsa nhìn qua cũng biết răng của cậu bé đang có vấn đề. Sau khi được sự cho phép của mẹ cậu nhóc, Jibsa mới dám nhổ răng của cậu. Thật mà nói, khi còn là một đứa trẻ tôi cũng đã từng bị lừa như vậy rất nhiều lần. Đương nhiên cách nhổ răng này cũng không mang lại cảm giác đau đớn đến tột cùng. Đúng lúc này dì lều bên tới nhờ Jong Ju giúp đỡ. Hồi chiều dì đã thấy Jibsa khá vụng về nên không muốn nhờ anh giúp đỡ. Khi chỉ còn lại mình Jibsa và cậu nhóc, anh hỏi cậu có muốn làm điều gì không. Thế nhưng cậu nhóc vốn không phải một người thích nói nhiều. Nhìn vẻ mặt của cậu nhóc, Jibsa liền đoán được vấn đề. Jibsa dẫn cậu nhóc ra bên ngoài rồi ném chiếc răng mới nhổ của cậu lên mái lều. Jibsa nói tiên răng sẽ tới mang chiếc răng của cậu nhóc đi, sau đó sẽ trả cho cậu một chiếc răng mới khỏe hơn, đẹp hơn rất nhiều. Hành động quái gở của Jibsa khiến cậu nhóc vô thức nắm chặt lấy hai ngón tay anh. Jibsa bỗng nhớ về Jun Ho, đứa em trai quá cố của anh. Bởi vì mỗi khi Jun Ho muốn Jibsa làm cho cậu một việc gì đó, cậu cũng sẽ nắm chặt tay anh như vậy. Cái cách nắm tay đặc biệt này khiến Jibsa nhớ Jun Ho rất nhiều. Đôi mắt Jibsa chợt đỏ hoe như muốn khóc. Đêm đó, Jibsa và Jong Ju đã dẫn cậu nhóc tới dưới một gốc cây. Họ đến đây để ngắm bầu trời đầy sao. Đây cũng chính là mong ước lớn nhất của cậu nhóc. Mỗi lần ngồi dưới hiên nhà hay ngồi trong công viên, cậu nhóc đều không thể nhìn rõ bầu trời đầy sao như vậy. Nghe thiên hạ đồn rằng chỉ có thể nhìn ngắm rõ những vì sao ở một nơi tối thật tối cao thật cao. Chính vì vậy cậu nhóc luôn ước ao được đi cắm trại một lần trong đời. Jibsa thắc mắc vì sao cậu nhóc lại khao khát được ngắm sao đến như vậy. Bởi vì mẹ từng nói với cậu nhóc rằng bố cậu đã hóa thành một trong những ngôi sao trên bầu trời. Bố không bỏ mặc hai mẹ con cậu mà luôn ở trên trời cao dõi theo hai người. Mẹ cũng từng nói mỗi khi cậu nhóc nhớ bố hãy ngồi ngắm sao trên trời. Thế nhưng khoảng cách quá xa khiến cậu nhóc không thể nhận ra vì sao nào mới là bố cậu. Không biết vì lo lắng hay vì quá nhớ bố, cậu bé bỗng nhìn lên trời cao mà bật khóc nức nở. Jong Ju thấy vậy liền đứng dậy nhẹ nhàng an ủi cậu nhóc. Jong Ju chỉ vào những ngôi sao trên cao nói mẹ cô cũng đã trở thành một trong những vì sao kia. Bố của cậu nhóc chắc chắn cũng là một trong những vì sao sáng đó. Ở trên cao ông nhất định sẽ luôn dõi theo và phù hộ độ trì cho cậu nhóc. Không biết cậu nhóc còn nhỏ như vậy có hiểu hết được ý nghĩa những lời Jong Ju nói hay không. Sau khi cho cậu nhóc đi ngủ, Jibsa và Jong Ju cùng nhau đi dạo. Hai người cảm thấy không chỉ riêng mình cậu nhóc mà đại đa số mọi người đều tin rằng người đã khuất sẽ biến thành một vì sao. Thật ra người đau khổ nhất là những người ở lại. Bất kể họ có đau khổ như thế nào, có dằn vặt ra sao thì họ vẫn phải sống tiếp. Jibsa đột nhiên dừng bước. Jibsa thú nhận với Jong Ju chuyện anh có một cậu em trai. Vào ngày em trai gặp nạn, Jibsa vì có việc gấp mà quên mang theo chiếc nhẫn anh muốn tặng bạn gái cũ. Chính vì vậy Jibsa đã nhờ Jun Ho mang nhẫn ra ngã ba đường đứng đợi anh. Khi Jun Ho gặp nạn cũng là lúc giám đốc bệnh viện gọi Jibsa tới thảo luận một vài vấn đề. Chính vì vậy Jibsa đã không nghe điện thoại của Jun Ho. Đợi đến khi Jibsa gọi điện lại thì chuyện không may đã xảy ra. Cũng vì chuyện này mà Jibsa đã tự dằn vặt bản thân rất nhiều. Jibsa cho rằng cái chết của Jun Ho trăm sai vạn sai đều là do anh sai. Jun Ho nhất định rất ghét, cực kỳ ghét Jibsa. Thấy Jibsa tự trách bản thân như vậy, Jong Ju cũng kể cho anh nghe về bí mật của mình. Lần đầu tiên Jong Ju tới nhà tang lễ làm việc, cô đã gặp một cậu bé. Cậu nhóc đó lúc nào cũng chỉ nghĩ đến người khác mà không nghĩ cho bản thân mình. Jong Ju cảm thấy vị khách đầu tiên của cô có rất nhiều điểm giống em trai Jibsa. Jong Ju tin rằng em trai Jibsa không cảm thấy ghét anh mình một chút nào. Sau khi được Jong Ju an ủi, Jibsa bỗng cảm thấy nhẹ lòng hơn một chút. Jibsa rất biết ơn Jong Ju vì đã luôn ở bên cạnh anh, lắng nghe anh tâm sự. Sáng hôm sau, Jibsa chuẩn bị bữa sáng trong lúc Jong Ju còn đang say giấc nồng. Trong lúc thưởng thức bữa sáng, Jibsa cố ý nói những người ở xa đến đều ở lại hai đêm. Jong Ju cũng tán thành với ý kiến ở lại chơi thêm một hôm của Jibsa. Thế là hai người liền hỏi ý kiến cậu nhóc. Dù sao ba người cũng mang theo rất nhiều đồ ăn ngon, đã vậy còn đang chơi rất vui. Việc ở lại chơi thêm một hơn nữa là over hợp lý. Thế nhưng đáp lại hai người là một chữ không, bởi cậu nhóc muốn về nhà với mẹ.
Mặc dù cậu nhóc cũng rất muốn ở lại chơi thế nhưng cậu không muốn mẹ ở nhà một mình quá lâu. Sao lại có một cậu bé ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy chứ? Sau chuyến đi này, Jibsa và Jongju cũng đã thân thiết hơn rất nhiều. Phần này tới đây là kết thúc. Cảm ơn anh chị em đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Chúc anh chị em có thật nhiều sức khỏe để ủng hộ team mình nha. Hẹn anh chị em ở các phần tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Tập hôm nay đến đây là hết mất rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.